Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 161, bão tố kéo đến. Gương mặt Đỗ Quốc Hoa lúc này lộ ra vẻ kinh hãi, bình giữ nhiệt trong tay cũng bắt đầu hơi lắc lư. Nếu lời Phùng Hạo nói là thật, thì ngài Tiêu và bà Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ta không dám đoán lung tung, nhưng trực giác nhạy bén mách bảo cậu ta sắp có chuyện xảy ra. Cậu ta lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhanh chóng bấm số của cấp trên Dương Khuê. Sở dĩ Đỗ Quốc Hoa biết Tiêu Chính Văn và bà Tiêu mà Phùng Hạo nhắc tới, là do Dương Khuê ngày nào cũng nói với bọn họ khi ở đội thanh tra, nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì nhất định phải kính trọng. Vì vậy, khi biết chuyện này có liên quan đến Tiêu Chính Văn và vợ con của anh, cậu ta lập tức đưa ra phán đoán. Đúng lúc này, tại phòng làm việc, Dương Khuê đang giải quyết vụ án trong tay, đột nhiên nhận được điện thoại của Đỗ Quốc Hoa, vội vàng hỏi anh Đỗ, có chuyện gì sao? Đỗ Quốc Hoa vội vàng nói, đại úy Dương, tôi có chuyện này phải báo cáo với anh. Hiện tại tôi đang thẩm vấn một nghi phạm tại Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Anh Đỗ, anh đến tận chỗ đó làm gì thế? Anh không biết chúng ta và Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà là hai lực lượng khác nhau sao? Dương Khuê sửng sốt, lập tức cau mày trách mắng. Đỗ Quốc Hoa vội vàng nói, đại úy Dương, chuyện là thế này. Ở đây có một nghi phạm tên Phùng Hạo, là thuộc hạ của đường chủ đường khẩu dưới trướng của Trịnh Thiên Thái chủ tịch tập đoàn Thiên Thái. Anh ta bị một vết thương do súng bắn ở chân, sau đó vội vã xông vào Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà để gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân, đối phương yêu cầu chúng tôi đến để thẩm vấn, có vấn đề gì lập tức bắt đi. Trịnh Thiên Thái, Thiên gia Tu Hà, tại sao thuộc hạ của ông ta lại đến chỗ đó chứ? Dương Khuê càng thêm khó hiểu. Đỗ Quốc Hoa vội vàng đáp, đại úy Dương, tình huống là thế này. Sau khi quan sát phản ứng của Phong Hạo, đại úy Ninh Dương nhà họ Ninh đã cho người đi phong tỏa tập đoàn Thiên Thái. Trịnh Thiên Thái lại cho người chạy ra khỏi tòa nhà tập đoàn, muốn báo tin cho thiếu tá Hàn Lợi Dân. Ông ta nghi ngờ đại úy Ninh Dương sẽ ra tay với ngài Tiêu và vợ con ngài ấy, vì vậy, Dương Khuê cau mày, khi nghe thấy tên của Tiêu Chính Văn thì lập tức lo lắng, đứng lên, hít sâu một hơi rồi nói, được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cáo ngay với Tổng tư lệnh Tề để xem anh ấy có quyết định thế nào. Sau đó, Dương Khuê cúp điện thoại, gọi ngay vào số của Tề Thiên Hải. Lúc này, Tề Thiên Hải đang ở trong phòng họp của Tổng cục chấp pháp Tu Hà, tổ chức cuộc họp nghiên cứu với các Tổng tư lệnh của Chi cục Thanh tra Tu Hà, ngoài ra còn có cả Tống Hậu Lượng, để thảo luận về công tác an ninh trật tự ở Tu Hà. Dù sao thì ban nãy Tu Hà vừa xảy ra một sự việc mất nhân tính, con gái của Tiêu Chính Văn bị thế lực ngầm Tu Hà bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Sự cố này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Tống Hậu Lượng. Đúng lúc này, Tề Thiên Hải nhận được cuộc gọi của Dương Khuê, thay vì nghe máy luôn, anh ta lại cúp máy. Nhưng cuộc gọi lại tiếp tục vang lên. Tống Hậu Lượng đương nhiên phát hiện ra, anh ta cho tạm dừng cuộc họp, sau đó nói với Tề Thiên Hải, Tổng tư lệnh Tề. Nếu có chuyện gấp thì anh nghe điện thoại đi. Tề Thiên Hải gật đầu xin lỗi, rồi ấn nút nghe điện thoại, vẻ mặt anh ta hết sức bực bội, phê bình, Dương Khuê. Cậu không biết hôm nay tôi phải đi họp sao? Có chuyện gì mà sốt sắng như vậy hả? Gọi cho tôi nhiều thế này. Dương Khuê nhanh chóng cung kính nói, Tổng tư lệnh Tề, ban nãy có một tình huống đặc biệt, tôi phải báo cáo cho anh ngay. Tình huống đặc biệt gì mà phải nói ngay lúc này, Tề Thiên Hải có chút không vui. Nhưng vẫn bảo với Dương Khuê, nói mau. Dương Khuê lập tức báo cáo lại tình hình mà Đỗ Quốc Hoa đã phản ánh với Tề Thiên Hải. Trong phút chốc, Tề Thiên Hải kinh ngạc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động xen lẫn căng thẳng, lớn tiếng hỏi cậu có chắc những gì cậu nói là thật không? Bây giờ anh ta đang bị nhốt tại Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Dương Khuê nói, tôi nói thật mà, Đỗ Quốc Hoa hiện đang trông chừng anh ta. Tề Thiên Hải nhanh chóng cúp máy, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Trong phòng họp, các tổng tư lệnh của chi cục thanh tra đều nhìn Tề Thiên Hải bằng ánh mắt kinh ngạc. Tống Hậu Lượng cũng sầm mặt xuống, gõ lên bàn một cái, hỏi Tề Thiên Hải, anh có chuyện gì vậy? Sao anh lại căng thẳng đến mức này? Tề Thiên Hải lập tức báo cáo với Tống Hậu Lượng, Tổng tư lệnh Tống, đại úy Ninh Dương của nhà họ Ninh đã cho người phong tỏa tập đoàn Thiên Thái của Trịnh Thiên Thái. Trịnh Thiên Thái lại sai thuộc hạ chạy thoát khỏi tòa nhà tập đoàn, xông vào Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, yêu cầu gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân. Theo phỏng đoán của Trịnh Thiên Thái,
người của đại úy Ninh Dương có thể đã ra tay với ngài Tiêu và vợ con ngài ấy rồi. Rắc, bút máy trong tay Tống Hậu Lượng bị bẻ gãy làm đôi, anh ta đột nhiên bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, đồng tử mở to, vẻ mặt anh ta đầy kích động, anh đang nói cái gì? Chuyện này là thật sao? Tề Thiên Hải gật đầu nói, hiện giờ người đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Vì tình huống đặc biệt, bọn họ không dám tùy tiện báo cáo với thiếu tá Hàn Lợi Dân. Tổng tư lệnh Tống, bây giờ anh cần phải ra quyết định ngay. Tống Hậu Lượng cảm thấy cả người ớn lạnh, đi đi lại lại trong phòng họp. Một bên là Ninh Dương, hai ngày sau sẽ diễn ra bữa tiệc bổ nhiệm. Một bên là Tiêu Chính Văn. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng hay tin tức xác thực nào chứng minh rằng Ninh Dương ra tay với vợ và con gái của anh Tiêu. Nếu Ninh Dương thực sự đã ra tay, Tống Hậu Lượng chắc chắn sẽ không chút do dự mà dẫn người xông thẳng vào nhà họ Ninh. Các tổng tư lệnh của chi cục thanh tra lúc này đều đứng dậy, nhìn Tống Hậu Lượng đang đi tới đi lui, chờ lệnh của anh ta. Bọn họ đương nhiên biết rõ thân phận của Tiêu Chính Văn, tuy rằng cấp trên không tiết lộ đầy đủ. Nhưng từ thái độ kính trọng của thiếu tá Hàn Lợi Dân đối với Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng đoán được thân phận của Tiêu Chính Văn không đơn giản. Quân hàm thấp nhất cũng phải trên thiếu tá. Bịch! Tống Hậu Lượng đứng tại chỗ, giẫm lên nền gạch, hai mắt anh ta trong veo, vẻ mặt lạnh lùng, một tay chống sau lưng, tay kia giơ cao, trầm giọng nói, lập tức cho người đi điều tra rõ ràng. Nhất định phải tìm hiểu thật rõ xem vợ và con gái của Tiêu Chính Văn có bị người của đại úy Ninh Dương bắt đi không. Một khi phát hiện bọn họ đúng là bị bắt đi thì nhanh chóng điều động tập trung binh lính, chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Các anh tập trung cao độ tinh thần ngay cho tôi. Đây không phải là một trò đùa. Nếu có bất kỳ sai sót, thiếu sót hay vợ và con gái của anh Tiêu bị bất kỳ thương tổn nào, các anh và cả tôi, đều phải chịu mọi trách nhiệm. Trách nhiệm này rất nặng nề. Hiểu chưa? Rõ. Các tổng tư lệnh của chi cục thanh tra lập tức đội mũ lên cúi chào, vẻ mặt ai nấy đều kiên quyết. Phảng phất khí thế anh dũng. Ngay trước mặt bọn họ, sau lưng Tống Hậu Lượng, là một màn hình điện tử khổng lồ chiếu quân hàm của cục thanh tra màu xanh lam. Ngay sau đó, Tống Hậu Lượng nhặt chiếc mũ trên bàn, đội lên đầu rồi nói với cấp phó bên cạnh, chuẩn bị xe ngay. Tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà, tôi sẽ đích thân báo cáo với thiếu tá Hàn Lợi Dân. Nếu có tin tức gì thì báo ngay cho tôi. Dứt lời, Tống Hậu Lượng bước ra khỏi phòng họp. Ngồi lên chiếc Audi A8L màu đen đang đậu trước cửa. Xe nhanh chóng khởi động, chạy đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Tuy nhiên, khi xe vừa chạy được hai dãy nhà, đột nhiên có mấy chiếc xe jeep quân dụng vây quanh xe anh ta. Rầm rầm, cửa xe mở ra, tất cả binh lính mặc quân phục đều nhảy ra khỏi xe, bọn họ nhanh chóng bao vây xe của Tống Hậu Lượng. Tống Hậu Lượng ở trong xe nhìn thấy cảnh này mà mặt mũi tối sầm lại. Quỳnh, tài xế vừa đẩy cửa xe, vừa giận dữ hét lên, các cậu ở đơn vị nào? Cút ngay ra cho tôi. Tuy nhiên, tiểu đội trưởng chỉ huy đội giơ tay chỉ chỉnh lại mũ, vẫy tay, hai binh lính lập tức bước tới, đè tài xế áp lên cửa xe, vặn hai tay ra sau rồi còng lại. Sau đó, hắn tiếp tục bước tới cửa sổ xe phía sau, kính cẩn chào hỏi, cửa sổ xe được hạ xuống, vẻ mặt Tống Hậu Lượng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nghiêm nghị nói, các cậu muốn bắt tôi. Tên lính nọ mỉm cười, nói, tổng tư lệnh Tống nói đùa rồi. Chúng tôi vừa nhận lệnh của đại úy Ninh Dương, mời tổng tư lệnh Tống đến chỗ chúng tôi một lát. Chương 162, thế cục nguy hiểm. Tống Hậu Lượng lập tức sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, trở về nói với đại úy Ninh Dương của các cậu, Tống Hậu Lượng tôi còn có việc cần xử lý. Lần sau tôi sẽ qua chỗ hắn, lệnh cho thuộc hạ của cậu thả tài xế của tôi ra. Tên đội trưởng mỉm cười, không có ý buông tha, nói tổng tư lệnh Tống, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, nếu anh không đi, chúng tôi cũng khó xử lắm. Tống Hậu Lượng nghe thấy lời này, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, quát, vậy các cậu muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, các cậu là người trong chiến khu mà dám chặn xe tổng tư lệnh tối cao của đội thanh tra sao? Rốt cuộc là các cậu muốn thế nào đây? Có phải là muốn gây xung đột giữa chiến khu và đội thanh tra không? Cho người của cậu tránh ra ngay lập tức. Sắc mặt Tống Hậu Lượng càng ngày càng khó coi, da thịt nơi khóe mắt run lên. Ninh Dương này quá hung hăng càn quấy. Anh ta là Tống Hậu Lượng, đường đường tổng tư lệnh cục thanh tra Tu Hà. Ninh Dương thế mà dám cho thuộc hạ chặn xe của mình,
còn bắt mình tới chỗ của hắn. Đúng là coi trời bằng vung. Hắn thật sự cho rằng cả tu hà này là của nhà họ Ninh chắc. Tên đội trưởng nọ vẫn mỉm cười xin lỗi, nói Tổng tư lệnh Tống, tôi biết anh đang khó chịu trong lòng, nhưng chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Nếu có bất bình gì, anh có thể nói trực tiếp với đại úy Ninh của chúng tôi. Sau đó, tên đội trưởng nọ giơ tay chào Tống Hậu Lượng, rồi hô, lái xe đi. Láo xược, tôi xem ai dám, cơn tức giận của Tống Hậu Lượng như bùng nổ, anh ta đẩy cửa định xuống xe. Tuy nhiên, tên đội trưởng nọ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, sau đó một tên lính khác bước lên xe, khóa lại. Ngay sau đó, cả Tống Hậu Lượng và xe bị đám lính này lái đi. Tống Hậu Lượng ngồi ở phía sau xe, hét với cấp phó bị đuổi khỏi xe, cậu biết phải làm gì rồi đấy. Đi nhanh lên. Sau khi chứng kiến thuộc hạ của Ninh Dương lái xe đưa Tống Hậu Lượng đi, cấp phó lo lắng tới mức trán túa đầy mồ hôi lạnh. Anh ta nhanh chóng gọi điện tới Tổng cục chấp pháp, hét lên, xảy ra chuyện rồi. Đại úy Ninh Dương của nhà họ Ninh đã đưa Tổng tư lệnh Tống đi. Các anh nhanh chóng hành động để đảm bảo an toàn cho Tổng tư lệnh Tống. Tôi sẽ đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà ngay bây giờ để xin thiếu tá Hàn Lợi Dân ra mặt. Sau khi cúp điện thoại, cấp phó nhanh chóng chặn một chiếc xe, đi thẳng đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Đồng thời, cả Tổng cục chấp pháp Tu Hà, từ trên xuống dưới, đều nhanh chóng điều động binh lính. Toàn bộ Tổng cục chấp pháp vô cùng bận rộn và căng thẳng. Tất cả các lính tuần đều được trang bị súng, hàng chục chiếc xe tuần tra đang đậu trước cửa. Ngoài ra còn có cả xe vũ trang chống khủng bố và cháy nổ. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng, đầu đội mũ, trầm giọng nói, tất cả mọi người. Đứng dậy ngay, lên đạn ở nòng. Ninh Dương của nhà họ Ninh, bất chấp quy định, công khai đưa Tổng tư lệnh Tống Hậu Lượng đi, bây giờ các cậu cùng tôi đến đó đòi người. Thuộc hạ của Ninh Dương đều là lính chiến đấu nơi chiến trường, về mọi mặt đều hơn hẳn các cậu. Cố gắng tránh xung đột hết mức có thể. Nếu xảy ra tình huống bất đắc dĩ, cũng chỉ được phép bắn bọn họ bị thương. Nhưng nếu tính mạng của các cậu bị đe dọa, các cậu mới được phép bắn chết bọn. Nghe rõ chưa? Rõ. Ngay lập tức, toàn bộ lính tuần đồng loạt gào lên. Xuất phát. Theo mệnh lệnh của người đàn ông trung niên, lính tuần nhanh chóng lên xe, sau đó phóng với tốc độ như tên bắn, nhanh chóng khởi động xe, đồng thời kéo còi báo động, đi thẳng đến nhà họ Ninh. Trong phút chốc, toàn bộ trục đường chính của Tu Hà đầy xe tuần tra bấm còi inh ỏi, tổng cộng có 3 moi, 40 chiếc. Mà bên này, cấp phó của Tống Hậu Lượng là Văn Minh Đạt, đã đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Anh ta xuống xe, xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, lao nhanh như bay vào sở chỉ huy quân đội Tu Hà, và nói với Đào Triển Thiên, xin ông thông báo với thiếu tá Hàn ngay lập tức, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Rất có thể vợ và con gái của ngài Tiêu bị Ninh Dương bắt làm con tin, Tổng tư lệnh Tống cũng bị Ninh Dương bắt đi rồi. Đào Triển Thiên sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi, nói cái gì? Những gì cậu vừa nói là thật sao? Ninh Dương bắt cóc vợ và con gái của anh Tiêu sao? Hơn nữa còn đưa Tổng tư lệnh Tống đi. Tôi không biết liệu vợ và con gái của ngài Tiêu có bị bắt làm con tin hay không. Chúng tôi đang tiến hành điều tra khẩn cấp. Nhưng Tổng tư lệnh Tống đúng là đã bị Ninh Dương bắt đi. Đây là chuyện lớn, nếu chúng ta không giải quyết tốt, sẽ không cách nào cứu vãn được, vẻ mặt Văn Minh Đạt hết sức căng thẳng xen lẫn với sợ hãi. Đào Triển Thiên đương nhiên hiểu được điều đó, hoảng sợ nói cái tên Ninh Dương này. Đúng là điên rồ, việc này sẽ dẫn đến xung đột giữa đội thanh tra và chiến khu mất. Tạm chưa nói đến chuyện này, thiếu tá Hàn đâu rồi? Ông mau bảo anh ta ra mặt ngay. Lúc này chỉ có anh ta mới có thể khống chế Ninh Dương, Văn Minh Đạt lo lắng nói. Vẻ mặt Đào Triển Thiên căng thẳng, nói, thiếu tá Hàn không có ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà, sáng nay cậu ấy đi họp ở tỉnh rồi. Cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu tá Hàn không có ở đây, không ai có thể khống chế được Ninh Dương, Văn Minh Đạt hoảng sợ, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đào Triển Thiên vội vàng nói, cậu đừng lo, tôi gọi điện cho thiếu tá Hàn ngay. Dứt lời, Đào Triển Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm nhanh số của Hàn Lợi Dân, cuộc gọi được kết nối nhưng không phải Hàn Lợi Dân nhấc máy, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Xin chào, tôi muốn tìm thiếu tá Hàn Lợi Dân, hiện tôi đang có chuyện rất khẩn cấp cần báo cáo. Tôi là phó tham mưu trưởng của cậu ta, Đào Triển Thiên nói. Tuy nhiên,
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, xin chào Phó Tham mưu Đào, Thiếu tá Hàn đang tổ chức một cuộc họp bí mật trong chiến khu. Cuộc họp sẽ kéo dài 2 ngày, trong thời gian đó họ không thể giao tiếp và liên lạc với bên ngoài. Đào Triển Thiên nghe vậy thì sững sờ, cả người run lên, vội vàng hỏi, vậy cậu có thể phái người liên lạc với Thiếu tá Hàn được không? Đây thật sự là việc rất gấp, cậu phải liên hệ với Thiếu tá Hàn bằng được, để cậu ta tự mình đưa ra quyết định. Người thanh niên nói, vâng, tôi sẽ liên lạc thử xem thế nào, ông đừng cúp máy vội. Sau 3 phút chờ đợi, cậu thanh niên nói lời xin lỗi, rất xin lỗi, chúng tôi không thể liên lạc được với Thiếu tá Hân. Họ không tổ chức cuộc họp bí mật ở đây mà tại tổng bộ chiến khu ở tỉnh, cắt đứt một số đường dây liên lạc với bên ngoài. Đào Triển Thiên gật đầu, nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu liên lạc được với Thiếu tá Hàn, cậu phải nói cho cậu ta biết càng sớm càng tốt rằng anh Tiêu ở Tu Hà xảy chuyện. Cậu ta phải nhanh chóng quay về. Nhớ đấy, vô cùng gấp. Dứt lời, ông ta cúp điện thoại, nói với Văn Minh Đạt, không ổn rồi. Thiếu tá Hàn đang họp tại tổng bộ chiến khu ở tỉnh, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài, phải 2 ngày nữa mới xong. Nghe vậy, Văn Minh Đạt run rẩy, sốt sắng hỏi, vậy phải làm gì bây giờ? Đào Triển Thiên cũng đang lo lắng như kiến bò trên lửa, đi đi lại lại, rồi nói, đừng lo. Tôi sẽ liên hệ với anh Tiêu, chuyện này chỉ cần anh Tiêu ra mặt, chắc chắn có thể giải quyết xong trong vòng nốt nhạc. Đúng, đúng, đúng ạ, Văn Minh Đạt phụ họa theo. Đào Triển Thiên nhanh chóng tìm ra thông tin liên lạc của Tiêu Chính Văn, nhưng khi ông ta gọi điện, chỉ nghe thấy âm thanh thông báo hiện số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng. Xong rồi. Tiêu Chính Văn cũng không liên lạc được. Trong lúc tuyệt vọng, Đào Triển Thiên cau mày nói, không còn cách nào cả, đến cả anh Tiêu cũng không liên lạc được. Thế này nhé, cậu về trước đi, tôi lập tức đưa một trung đội lính qua đó. Nhất định phải đưa Tổng Tư lệnh Tống An Toàn trở về. Rõ, vậy thì làm phiền Phó Tham mưu Đào rồi, Văn Minh Đạt nhanh chóng rời khỏi sở chỉ huy quân đội. Mà bên này, Đào Triển Thiên cũng nhanh chóng ra lệnh cho một trung đội lính khoảng 150 người, sử dụng 7, 8 chiếc xe jeep quân dụng và 3 thẻ xanh quân dụng, rời khỏi khuôn viên sở chỉ huy quân đội, đến thẳng nhà họ Ninh. Chương 163, cuộc họp nhà họ Khương. Tống Hậu Lượng lập tức sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, trở về nói với đại úy Ninh Dương của các cậu, Tống Hậu Lượng tôi còn có việc cần xử lý. Lần sau tôi sẽ qua chỗ hắn. Lệnh cho thuộc hạ của cậu thả tài xế của tôi ra. Tên đội trưởng mỉm cười, không có ý buông tha, nói Tổng Tư lệnh Tống, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, nếu anh không đi, chúng tôi cũng khó xử lắm. Tống Hậu Lượng nghe thấy lời này, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, quát, vậy các cậu muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, các cậu là người trong chiến khu mà dám chặn xe Tổng Tư lệnh tối cao của đội thanh tra sao? Rốt cuộc là các cậu muốn thế nào đây? Có phải là muốn gây xung đột giữa chiến khu và đội thanh tra không? Cho người của cậu tránh ra ngay lập tức. Sắc mặt Tống Hậu Lượng càng ngày càng khó coi, da thịt nơi khóe mắt run lên. Ninh Dương này quá hung hăng càn quấy. Anh ta là Tống Hậu Lượng, đường đường Tổng Tư lệnh Cục Thanh tra Tu Hà. Ninh Dương thế mà dám cho thuộc hạ chặn xe của mình, còn bắt mình tới chỗ của hắn. Đúng là coi trời bằng vung. Hắn thật sự cho rằng cả Tu Hà này là của nhà họ Ninh chắc. Tên đội trưởng nọ vẫn mỉm cười xin lỗi, nói Tổng Tư lệnh Tống, tôi biết anh đang khó chịu trong lòng, nhưng chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Nếu có bất bình gì, anh có thể nói trực tiếp với đại úy Ninh của chúng tôi. Sau đó, tên đội trưởng nọ giơ tay chào Tống Hậu Lượng, rồi hô, lái xe đi. Láo xược, tôi xem ai dám, cơn tức giận của Tống Hậu Lượng như bùng nổ, anh ta đẩy cửa định xuống xe. Tuy nhiên, tên đội trưởng nó nhanh chóng đóng sầm cửa lại, sau đó một tên lính khác bước lên xe, khóa lại. Ngay sau đó, cả Tống Hậu Lượng và xe bị đám lính này lái đi. Tống Hậu Lượng ngồi ở phía sau xe, hét với cấp phó bị đuổi khỏi xe, cậu biết phải làm gì rồi đấy. Đi nhanh lên. Sau khi chứng kiến thuộc hạ của Ninh Dương lái xe đưa Tống Hậu Lượng đi, cấp phó lo lắng tới mức trán túa đầy mồ hôi lạnh. Anh ta nhanh chóng gọi điện tới Tổng cục chấp pháp. Hét lên, xảy ra chuyện rồi. Đại úy Ninh Dương của nhà họ Ninh đã đưa Tổng Tư lệnh Tống đi. Các anh nhanh chóng hành động để đảm bảo an toàn cho Tổng Tư lệnh Tống.
tôi sẽ đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà ngay bây giờ để xin thiếu tá Hàn Lợi Dân ra mặt. Sau khi cúp điện thoại, cấp phó nhanh chóng chặn một chiếc xe, đi thẳng đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Đồng thời, cả Tổng cục chấp pháp Tu Hà, từ trên xuống dưới, đều nhanh chóng điều động binh lính. Toàn bộ Tổng cục chấp pháp vô cùng bận rộn và căng thẳng. Tất cả các lính tuần đều được trang bị súng, hàng chục chiếc xe tuần tra đang đậu trước cửa, ngoài ra còn có cả xe vũ trang chống khủng bố và cháy nổ. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng, đầu đội mũ, trầm giọng nói, tất cả mọi người. Đứng dậy ngay, lên đạn ở nòng. Ninh Dương của nhà họ Ninh, bất chấp quy định, công khai đưa Tổng tư lệnh Tống Hậu Lượng đi, bây giờ các cậu cùng tôi đến đó đòi người. Thuộc hạ của Ninh Dương đều là lính chiến đấu nơi chiến trường, về mọi mặt đều hơn hẳn các cậu. Cố gắng tránh xung đột hết mức có thể, nếu xảy ra tình huống bất đắc dĩ, cũng chỉ được phép bắn bọn họ bị thương. Nhưng nếu tính mạng của các cậu bị đe dọa, các cậu mới được phép bắn chết bọn. Nghe rõ chưa? Rõ. Ngay lập tức, toàn bộ lính tuần đồng loạt gào lên. Xuất phát. Theo mệnh lệnh của người đàn ông trung niên, lính tuần nhanh chóng lên xe. Sau đó phóng với tốc độ như tên bắn, nhanh chóng khởi động xe, đồng thời kéo còi báo động, đi thẳng đến nhà họ Ninh. Trong phút chốc, toàn bộ trục đường chính của Tu Hà đầy xe tuần tra bấm còi inh ỏi, tổng cộng có 3 moi, 40 chiếc. Mà bên này, cấp phó của Tống Hậu Lượng là Văn Minh Đạt, đã đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Anh ta xuống xe, xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, lao nhanh như bay vào sở chỉ huy quân đội Tu Hà, và nói với Đào Triển Thiên. Xin ông thông báo với thiếu tá Hàn ngay lập tức, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Rất có thể vợ và con gái của ngài Tiêu bị Ninh Dương bắt làm con tin, Tổng tư lệnh Tống cũng bị Ninh Dương bắt đi rồi. Đào Triển Thiên sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi, nói cái gì? Những gì cậu vừa nói là thật sao? Ninh Dương bắt cóc vợ và con gái của anh Tiêu sao? Hơn nữa còn đưa Tổng tư lệnh Tống đi. Tôi không biết liệu vợ và con gái của ngài Tiêu có bị bắt làm con tin hay không. Chúng tôi đang tiến hành điều tra khẩn cấp, nhưng Tổng tư lệnh Tống đúng là đã bị Ninh Dương bắt đi. Đây là chuyện lớn, nếu chúng ta không giải quyết tốt, sẽ không cách nào cứu vãn được, vẻ mặt Văn Minh Đạt hết sức căng thẳng xen lẫn với sợ hãi. Đào Triển Thiên đương nhiên hiểu được điều đó, hoảng sợ nói cái tên Ninh Dương này. Đúng là điên rồ, việc này sẽ dẫn đến xung đột giữa đội thanh tra và chiến khu mất. Tạm chưa nói đến chuyện này, thiếu tá Hàn đâu rồi? Ông mau bảo anh ta ra mặt ngay, lúc này chỉ có anh ta mới có thể khống chế Ninh Dương, Văn Minh Đạt lo lắng nói. Vẻ mặt Đào Triển Thiên căng thẳng, nói, thiếu tá Hàn không có ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà, sáng nay cậu ấy đi họp ở tỉnh rồi. Cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu tá Hàn không có ở đây, không ai có thể khống chế được Ninh Dương, Văn Minh Đạt hoảng sợ, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đào Triển Thiên vội vàng nói, cậu đừng lo. Tôi gọi điện cho thiếu tá Hàn ngay. Dứt lời, Đào Triển Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm nhanh số của Hàn Lợi Dân, cuộc gọi được kết nối nhưng không phải Hàn Lợi Dân nhấc máy, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Xin chào, tôi muốn tìm thiếu tá Hàn Lợi Dân, hiện tôi đang có chuyện rất khẩn cấp cần báo cáo. Tôi là phó tham mưu trưởng của cậu ta, Đào Triển Thiên, Đào Triển Thiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, xin chào phó tham mưu Đào, thiếu tá Hàn đang tổ chức một cuộc họp bí mật trong chiến khu. Cuộc họp sẽ kéo dài 2 ngày, trong thời gian đó họ không thể giao tiếp và liên lạc với bên ngoài. Đào Triển Thiên nghe vậy thì sững sờ, cả người run lên, vội vàng hỏi, vậy cậu có thể phái người liên lạc với thiếu tá Hàn được không? Đây thật sự là việc rất gấp, cậu phải liên hệ với thiếu tá Hàn bằng được, để cậu ta tự mình đưa ra quyết định. Người thanh niên nói, vâng, tôi sẽ liên lạc thử xem thế nào, ông đừng cúp máy vội. Sau 3 phút chờ đợi, cậu thanh niên nói lời xin lỗi, rất xin lỗi, chúng tôi không thể liên lạc được với thiếu tá Hân. Họ không tổ chức cuộc họp bí mật ở đây mà tại tổng bộ chiến khu ở tỉnh, cắt đứt một số đường dây liên lạc với bên ngoài. Đào Triển Thiên gật đầu, nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu liên lạc được với thiếu tá Hàn, cậu phải nói cho cậu ta biết càng sớm càng tốt rằng anh Tiêu ở Tu Hà xảy chuyện. Cậu ta phải nhanh chóng quay về. Nhớ đấy, vô cùng gấp. Dứt lời, ông ta cúp điện thoại, nói với Văn Minh Đạt, không ổn rồi.
Thiếu tá Hàn đang họp tại tổng bộ chiến khu ở tỉnh, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài, phải 2 ngày nữa mới xong. Nghe vậy, Văn Minh Đạt run rẩy, sốt sắng hỏi, vậy phải làm gì bây giờ? Đào Triển Thiên cũng đang lo lắng như kiến bò trên lửa, đi đi lại lại, rồi nói, đừng lo. Tôi sẽ liên hệ với anh Tiêu, chuyện này chỉ cần anh Tiêu ra mặt, chắc chắn có thể giải quyết xong trong vòng nốt nhạc. Đúng, đúng, đúng ạ, Văn Minh Đạt phụ họa theo. Đào Triển Thiên nhanh chóng tìm ra thông tin liên lạc của Tiêu Chính Văn, nhưng khi ông ta gọi điện, chỉ nghe thấy âm thanh thông báo hiện số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng. Xong rồi. Tiêu Chính Văn cũng không liên lạc được. Trong lúc tuyệt vọng, Đào Triển Thiên cau mày nói, không còn cách nào cả, đến cả anh Tiêu cũng không liên lạc được. Thế này nhé, cậu về trước đi, tôi lập tức đưa một trung đội lính qua đó. Nhất định phải đưa Tổng Tư lệnh Tống an toàn trở về. Rõ, vậy thì làm phiền Phó Tham mưu Đào rồi, Văn Minh Đạt nhanh chóng rời khỏi sở chỉ huy quân đội. Mà bên này... Đào Triển Thiên cũng nhanh chóng ra lệnh cho một trung đội lính khoảng 150 người, sử dụng 7, 8 chiếc xe jeep quân dụng và 3 thẻ xanh quân dụng, rời khỏi khuôn viên sở chỉ huy quân đội, đến thẳng nhà họ Ninh. Chương 164, bữa tiệc nhậm chức bắt đầu. Rõ, hơn 100 binh lính đồng loạt hô to, lần lượt nạp đạn, sau đó nhanh chóng định xông vào biệt thự nhà họ Ninh. Nhưng, lúc này, cửa biệt thự mở ra. Bên trong là từng hàng lính mặc quân phục được trang bị súng. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, tại các ngã ba đường khác nhau, xe vũ trang chống cháy nổ và xe quân dụng nhanh chóng lao ra, binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí lần lượt nhảy xuống, bao vây gọn trung đội của Đào Triển Thiên. Đào Triển Thiên lo lắng, trán túa đầy mồ hôi lạnh, ông ta đưa mắt nhìn, tất cả đều là binh lính mang súng trường. Có hơn 500 người. Khôn ngờ tên Ninh Dương này lại dẫn nhiều người thế này về Tu Hà. Quá đáng sợ, đây chưa phải là toàn bộ thế lực của hắn. Đúng lúc này, tại cổng trang viên của nhà họ Ninh, một trung úy trẻ tuổi bước ra, trên vai đeo quân hàm vàng son, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ hiên ngang. Anh ta đứng trên bậc thang, nhìn xuống hơn 100 người của Đào Triển Thiên đã bị bao vây gọn, lạnh lùng nói, Phó Tham mưu Đào. Tại sao ông dẫn theo người xông vào trang viên của đại úy Ninh Dương nhà họ Ninh? Lúc này, sắc mặt của Đào Triển Thiên vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào tên trung úy trẻ tuổi đang đứng trên cao, lạnh lùng nói, bộ của tôi trực thuộc trung đội thứ 7 của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Hiện tại, chúng tôi được đội thanh tra báo cáo, các cậu vô cớ bắt giữ Tổng Tư lệnh Tống Hậu Lượng của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà. Các cậu đã vi phạm kỷ luật. Bây giờ tôi yêu cầu các cậu đưa Tổng Tư lệnh Tống Hậu Lượng ra ngoài ngay lập tức. Đừng để tình hình xấu đi, càng không được phép xảy ra xung đột giữa chiếc khu và đội thanh tra. Tên trung úy trẻ phủi bộ quân phục, mỉm cười, nói, Phó Tham mưu Đào, ông nói sai cho chúng tôi rồi, nói sai cho cả đại úy Ninh Dương chúng tôi nữa. Đây là bịa đặt, theo kỷ luật, tung tin đồn nhảm về trưởng quan chiến khu sẽ phải hầu tòa quân sự. Hơn nữa còn bị tước hết mọi chức vụ. Phó Tham mưu Đào, tôi khuyên ông nên rút người của mình càng sớm càng tốt. Tổng Tư lệnh Tống Hậu Lượng mà ông đang tìm không có ở đây. Nghe thấy những lời này, Đào Triển Thiên lập tức cau mày, vẻ mặt tối sầm lại, ông ta chỉ vào tên trung úy trẻ tuổi, hét lên, vớ vẩn. Thả người ngay lập tức, nếu không, chúng tôi sẽ xông vào tìm người. Ha ha ha, tên trung úy trẻ tuổi bật cười, nói, Phó Tham mưu Đào. Chỉ bằng một trung đội hơn 100 người của ông cũng muốn xông vào sơn trang này. Vừa nói, khóe mắt hắn vừa lóe lên sự lạnh lùng, 500 binh lính xung quanh hắn lúc này đây đều giương súng lên. Chỉ cần hắn hạ lệnh, nơi này sẽ máu chảy thành sông. Tôi nhận lệnh của đại úy Ninh Dương, không ai được phép bước vào sơn trang này. Cho dù các ông có là người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng không có cái quyền đó. Đây là khu vực cấm của đại úy Ninh Dương. Tên trung úy trẻ tuổi lạnh lùng hét lên, tay phải đã đặt lên khẩu súng lục trên eo. Sắc mặt của Đào Triển Thiên vô cùng khó coi, tình thế bế tắc. Bên phía Lý Trường Thắng. Đúng lúc này, thư ký vội vàng xông vào phòng chủ tịch nói, chủ tịch Lý. Không ổn, đã xảy ra chuyện rồi. Ninh Kỳ Nhi của nhà họ Ninh đã đưa cả vợ con ngài Tiêu và bố mẹ của tiểu thư Khương đi rồi. Cái gì? Nghe vậy. Lý Trường Thắng kinh ngạc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt kinh hãi. Mau, liên lạc ngay với Trịnh Thiên Thái, và cả Tổng Tư lệnh Tống của Tổng cục Chấp pháp, dứt lời,
Lý Trường Thắng cầm áo khoác chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Tuy nhiên, thư ký lại tiếp tục báo cáo, Chủ tịch Lý, tập đoàn Thiên Thái đã bị người của Đại úy Ninh Dương phong tỏa. Đám người Thiên gia đều bị nhốt trong tòa nhà, không ai được phép ra vào. Hơn nữa, bên đội thanh tra vừa báo tin, cận vệ của Đại úy Ninh Dương cũng đã mời Tổng tư lệnh Tống Hậu Lượng đến trang viên nhà họ Ninh. Hiện vẫn chưa có tin tức gì. Dầm. Nghe vậy, Lý Trường Thắng lảo đảo, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, không tài nào thở nổi. Cái tên Ninh Dương này làm sao vậy? Dám giam lỏng Tổng tư lệnh Tống, Lý Trường Thắng ôm ngực nói. Sau đó, ông ta nhanh chóng phán đoán và nói với thư ký, dùng mọi cách liên lạc với thiếu tá Hàn Lợi Dân của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà cho tôi. Thư ký đáp, Chủ tịch Lý, tôi đang định nói với ông chuyện này. Bên Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà cho biết, lúc này thiếu tá Hàn Lợi Dân đang họp ở tỉnh, phải hai ngày nữa mới có thể quay về. Phó tham mưu Đào đã dẫn một trung đội lính tới nhà họ Ninh, nhưng không rõ tình hình ra sao. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngài Tiêu cũng đã rời khỏi Tu Hà rồi, khoảnh khắc này, Lý Trường Thắng hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Chính Văn cũng không ở Tu Hà. Hàn Lợi Dân cũng không có mặt. Tổng tư lệnh Tống thì bị Ninh Dương giam lỏng trá hình, cho nên ở Tu Hà bây giờ, e rằng thế lực nhà họ Ninh đã đủ một tay che trời. Ninh Dương muốn cướp quyền. Hít sâu một hơi, Lý Trường Thắng nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể đợi ngài Tiêu hoặc thiếu tá Hàn xuất hiện kịp thời. Từ giờ trở đi, mọi công việc kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục như bình thường. Cô cho một số người đi nghe ngóng toàn bộ tình hình bên phía nhà họ Ninh cho tôi. Ngoài ra, lập tức cử người đến Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, nếu Phó Tham mưu Đào cũng bị Ninh Dương bắt thì phải thông báo cho Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà và yêu cầu họ cử người đến phong tỏa nhà họ Ninh ngay lập tức. Thư ký vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch. Lý Trường Thắng cất bước, đi đến bên cửa sổ lớn kiểu Pháp, liếc nhìn những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ không ngừng di chuyển bên ngoài, khóe mắt ông ta lóe lên vẻ lo lắng. Ngài Tiêu, rốt cuộc ngài đã đi đâu chứ? E là Tu Hà này sắp thay đổi đất trời rồi. Cứ như vậy, hai ngày sau, nhìn tổng thể trông Tu Hà vô cùng yên tĩnh, người bình thường cũng cảm thấy vẫn như mọi ngày. Nhưng lại có một cơn giông bão đang ngấm ngầm xảy ra, nguy hiểm mà hung dữ. Người của đội thanh tra hai ngày trước bỗng xuất hiện một đám người định xông vào tìm người, nhưng cuối cùng đều bị cận vệ của Ninh Dương khống chế. Đào Triển Thiên cũng bị bắn chính ngày hôm đó. Toàn bộ sơn trang nhà họ Ninh lúc này có 3.000 binh lính đứng canh ở trong và ngoài. Tất cả đều đang chờ lệnh, đạn đã được lên sẵn. Đồng thời, bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của Ninh Dương cũng đang được chuẩn bị chu đáo. Nhà họ Ninh đã gửi thiệp mời đến các thế gia và doanh nghiệp giàu có hàng đầu ở Tu Hà, Lý Trường Thắng đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Tuy nhiên, trong lòng ông ta hết sức lo lắng và căng thẳng, bữa tiệc này, e rằng không đơn giản như vậy, rất có khả năng đây là một hồng môn yến ẩn giấu kế hoạch trừ khử lẫn nhau. Nhiều khả năng là Ninh Dương muốn khách mời lựa chọn đứng về phía nào. Tất nhiên, đúng như suy nghĩ của Lý Trường Thắng, rất nhiều thế gia hạng nhất và doanh nghiệp giàu có ở Tu Hà không phải là những nhân vật đơn giản. Sau khi quan sát động tĩnh ở Tu Hà hai ngày qua, bọn họ biết Ninh Dương của nhà họ Ninh đã chuẩn bị bữa tiệc nhậm chức thiếu tá, rồi cướp quyền. Trong nháy mắt, bầu không khí ở Tu Hà trở nên vô cùng nặng nề và yên tĩnh. Tựa như sự bình yên trước cơn bão, tạo ra một luồng áp lực khiến người khác như nghẹt thở. Ngay cả những người bình thường cũng cảm thấy bầu không khí đè nén này vào ngày thứ ba diễn ra bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của Ninh Dương. Vào buổi tối, toàn bộ sơn trang nhà họ Ninh được thắp sáng rực rỡ, lộng lẫy, khách khứa cũng đã đến gần hết. Một hàng xe sang dài bất tận đậu trước sơn trang, thảm đỏ trải dài hàng trăm mét, đến tận giữa khu biệt thự. Cùng lúc đó, hơn 200 binh lính mặc quân phục đang canh giữ trong và ngoài sơn trang để duy trì trật tự. Lúc này, bên ngoài biệt thự, hội trường tổ chức tiệc ngoài trời đã được sắp đặt xong xuôi, với đầy đủ 30 bàn cỗ, mỗi bàn đều có các món ăn ngon và các chai rượu đắt tiền. Ở đầu hội trường cũng được dựng sân khấu, bữa tiệc này còn mời một số ca sĩ nổi tiếng Tu Hà để làm sôi động bầu không khí. Tại sảnh chính của biệt thự nhà họ Ninh, Ninh Dương mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, dắt trường đao ở thắt lưng, đầu đội mũ quân đội mang sao vàng long huy, chân đi bốt quân đội. Anh ta đứng trước tấm gương để người làm chỉnh lại quân trang của mình. Cùng lúc đó,
Phó quan bên cạnh bưng một cái khay vàng phủ vải đỏ, trên tấm vải đỏ có hai quân hàm màu vàng, ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh. Quân hàm thiếu tá, lúc này đang tỏa sáng lấp lánh dưới ảnh đèn, vô cùng lộng lẫy. Chương 165, xin các người hãy cứu con gái tôi trong nhà kho tối tăm, không khí đầy bụi bặm. Khương Vi Nhan người đầy vết thương, lấm lem bẩn thỉu, trong lòng cô là Na Na cũng người đầy vết thương, vẫn đang liên tục nói mơ. Trên khuôn mặt non nớt của cô bé toàn là vệt nước mắt, trong mơ vẫn không ngừng hét lên, bố ơi, Na Na sợ quá, lúc nào bố đến cứu Na Na và mẹ đây, hu hu hu, lúc nói mơ, khóe mắt Na Na còn lăn xuống mấy giọt nước mắt trong suốt. Khương Vi Nhan đầu tóc rối tung, hai tay toàn là máu tươi. Đó là hậu quả khi cô cố gắng thử cạy cửa, có mấy ngón tay còn bật móng, máu thịt lẫn lộn. Cô cúi đầu, ánh mắt buồn bã, cố nặn ra nụ cười dịu dàng và yêu thương, cô khẽ vén mái tóc trên mặt Na Na, vuốt ve gò má đáng yêu của cô bé, nhưng tay cô bỗng cảm thấy nóng bỏng. Na Na, Na Na, con đừng dọa mẹ mà. Khương Vi Nhan lập tức hoảng hốt, thử gọi Na Na, nhưng cô bé vẫn chẳng lên tiếng, vẻ mặt nhăn nhó. Khương Vi Nhan ôm lấy Na Na, đứng phắt dậy, lao tới cửa, không ngừng đập cánh cửa sắt nhà kho, nước mắt như mưa, nói, có ai không? Có ai không? Cầu xin các anh hãy thả tôi và con gái tôi ra, con gái tôi sắp không xong rồi, tôi xin các anh đấy, mau đưa con gái tôi đến bệnh viện đi, tôi xin các anh. Khương Vi Nhan khóc gào lên, cô quỳ ở cửa, không ngừng dập đầu. Bốp bốp, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra, hai tên vệ sĩ gác cửa bước vào. Lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trước mặt. Khương Vi Nhan nước mắt lưng tròng, không ngừng dập đầu cầu xin, tôi xin các anh, con gái tôi bị sốt rồi, xin các anh đưa con bé đến bệnh viện, nếu không con bé sẽ chết mất. Một tên vệ sĩ bước tới, cúi xuống sờ trán Na Na, đúng là rất nóng. Hắn đứng dậy, nhỏ giọng nói với tên còn lại. Làm sao bây giờ? Cứ đưa ra ngoài trước đã, dù sao bọn họ cũng là người đại úy Ninh Dương cần. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không được yên đâu. Nói xong, một tên định đưa Na Na đi. Nhưng đúng lúc này, Ninh Kỳ Nhi mặc bộ lễ phục váy dài hở lưng màu đen, vẻ mặt lạnh lùng bước vào, đằng sau có bốn tên lính mặc quân phục đang khiêng một cái chuồng chó rất to. Làm gì đấy? Ninh Kỳ Nhi hỏi. Hai tên vệ sĩ lập tức báo cáo mọi chuyện với Ninh Kỳ Nhi, vừa nói xong, cô ta đã tiến lên tát cho mỗi tên một cái, quát, không có sự cho phép của tôi. Ai bảo các anh đưa người ra ngoài? Cút, vâng. Hai tên vệ sĩ lập tức rời đi. Sau đó, Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng đứng trước mặt Khương Vi Nhan, từ trên cao nhìn xuống Khương Vi Nhan lúc này đang không ngừng dập đầu cầu xin, nói, Khương Vi Nhan, đã hơn hai ngày rồi, tối nay chính là bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của anh tôi, cô vẫn không định nói tung tích của Tiêu Chính Văn sao? Tôi thực sự không biết anh ấy đã đi đâu, vành mắt Khương Vi Nhan đỏ lên. Ninh Kỳ Nhi bật cười, nói, Khương Vi Nhan, cô cứ nghĩ cho kỹ đi, hiện giờ mạng sống của con gái cô nằm trong tay cô đấy. Nếu cô nói cho tôi biết tung tích của Tiêu Chính Văn, tôi sẽ bảo người đưa nó đến bệnh viện, nếu cô không nói, thì con gái cô chỉ đành chết trong lòng cô thôi. Cô ta nói xong, nhà kho bỗng yên tĩnh. Khương Vi Nhan cúi đầu, nước mắt chan chứa, nhìn Na Na đang sốt cao trong lòng, cô không ngừng lắc đầu, khóc lóc. Sau đó dập đầu bôm bốp trước Ninh Kỳ Nhi, nói tiểu thư Ninh, tôi xin cô hãy giơ cao đánh khẽ, thả con gái tôi ra. Cô cứ giày vào tôi sẽ không nửa lời oán thán, nhưng Na Na vô tội, xin cô hãy thả con bé ra, hừ. Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, quát, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, nhốt hai mẹ con họ vào chuồng chó rồi khiêng đi cho tôi. Lập tức có hai tên lính mặc quân phục xông lên. Nhốt cả Khương Vi Nhan và Na Na vào chiếc chuồng chó lớn kia. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan cố gắng tóm lấy nan sắt của chiếc chuồng chó, gào lên, cứu tôi với, cầu xin các người hãy cứu lấy con gái tôi, hãy cứu con gái tôi với. Con bé sắp không xong rồi, thật đấy, Khương Vi Nhan khóc òa lên, không ngừng đập đầu vào nan sắt để cầu xin. Nhưng Ninh Kỳ Nhi chẳng thèm quan tâm, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, bảo bốn tên lính khiêng chiếc chuồng chó ra khỏi nhà kho. Trong chuồng chó, Na Na nằm đó, khó khăn mở mắt, run rẩy chìa bàn tay nhỏ ra, nắm lấy mép áo Khương Vi Nhan đang không ngừng dập đầu xin tha, yếu ớt kêu lên, mẹ ơi, Na Na không sao đâu, khụ khụ, Na Na không đau,
mẹ đừng khóc nhé. Câu nói này của Nana khiến người ta đau lòng, cũng khiến Khương Vi Nhan vô cùng tự trách. Cô ôm thật chặt Nana vào lòng, dựa vào một góc chuồng chó, nước mắt lã chã, môi bị cắn bật máu, cô lau nước mắt cho Nana, nói, được được được, mẹ không khóc nữa, Nana nhất định phải kiên cường lên, chắc chắn bố sẽ đến cứu chúng ta ra, thật ạ. Bố sẽ đến cứu chúng ta ra sao? Nana nói yếu ớt, mắt sắp không mở nổi nữa. Ừ, chắc chắn, bố con đã nói là sẽ bảo vệ chúng ta mà, Khương Vi Nhan gật mạnh đầu. Nana mỉm cười, nụ cười ảm đạm, cứ như bông sen trắng cuối cùng trên thế gian, nụ cười hé nở rồi lại nhanh chóng tắt lịm. Bố sẽ đến cứu mẹ và Nana, bố sẽ đến cứu mẹ và Nana, bố là đại anh hùng, Nana nhớ bố, Nana nói mê man, sau đó ngất đi. Khương Vi Nhan khóc ầm lên, cố gắng ôm lấy Nana, thật chặt. Một tiếng trước, ở Long Kinh, tổng bộ chiến khu Long Kinh nguy nga trang nghiêm, tấm bia đá cao to sừng sững trên quảng trường, xung quanh cứ cách một đoạn lại có một chiến sĩ vũ trang đang làm nhiệm vụ, ai nấy đều tinh thần phơi phới. Tổng bộ khiến khu vô cùng trang nghiêm, trên tám cánh cổng đỏ lớn là quốc huy của Hoa Quốc, đỏ tươi rực rỡ, khiến người ta phải cung kính. Ở cổng là hai hàng chiến sĩ mặc quân phục, tay cầm súng gắn lưỡi lê, như từng cây tùng, đứng thẳng tắp trước cổng, chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Còn lúc này, trong phòng họp của tổng bộ chiến khu, cánh cửa rồng màu vàng to lớn được bốn chiến sĩ mở ra từ bên trong, một đoàn nam nữ già trẻ mặc quân phục, vây quanh Tiêu Chính Văn mặc chiến bảo hoa văn rồng xanh đi đầu bước ra. Tiêu Chính Văn mặc chiến bảo hoa văn rồng xanh, đội mũ kepi, vành mũ có hình bông lúa vàng tươi và quốc huy một con rồng vàng, cầu vai có hoa văn bông lúa chìm, một con dấu quốc huy màu đỏ và một ngôi sao được bông lúa vàng bao quanh. Chủ soái, phù hiệu của chủ soái năm chiến khu lớn Hoa Quốc, phù hiệu vinh dự cao nhất của Hoa Quốc, cũng là phù hiệu được kính trọng nhất. Đằng sau anh là hơn 50 sĩ quan và hơn 30 tướng quân đến từ các nơi của Hoa Quốc, đều là những thành viên cốt cán của chiến khu Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bước ra khỏi phòng họp, sau khi chào mọi người, liền vội vàng hỏi vệ binh ở ngoài cửa điện thoại của mình, vẻ mặt anh kích động, nhanh chóng gọi cho Khương Vi Nhan. Nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy. Chương 166, nhất định phải đợi anh. Tiêu Chính Văn thấy run lên trong lòng, vẻ mặt có chút lo lắng. Tại sao không ai nghe điện thoại nhỉ? Lẽ nào công ty có việc gì bận sao? Lúc này, Long Nhất mặc quân phục cũng bước từ phía sau tới, cầu vai là quân hàm thượng tướng với bốn ngôi sao vàng. Tiêu Chính Văn hỏi, đã mấy ngày trôi qua rồi? Long Nhất cung kính trả lời, chủ soái, đã hai ngày trôi qua rồi ạ, hôm nay là ngày Ninh Dương của nhà họ Ninh nhậm chức thiếu tá. Thịch, Tiêu Chính Văn kinh hãi, trầm giọng nói, lập tức trở về Tu Hà. Hai mẹ con Khương Vi Nhan xảy ra chuyện rồi. Trực giác, là trực giác mãnh liệt nói với Tiêu Chính Văn rằng Khương Vi Nhan và Nana chắc chắn đã xảy ra chuyện. Kinh nghiệm và trực giác nhiều năm chinh chiến Bắc Lương đã nhiều lần cứu mạng anh. Vù! Chiếc chiến bảo hoa văn rồng xanh bay lên, lấp lánh ánh sáng. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, mang theo sát khí, anh cất bước, nhanh chóng bước ra cửa chính, Long Nhất theo sát phía sau. Đồng thời gọi điện liên lạc với ba người ở Tu Hà là Trịnh Thiên Thái, Lý Trường Thắng và Hàn Lợi Dân. Trước cửa, Tiêu Chính Văn ngồi lên chiếc xe quân dụng số 00001 của Long Quân, lập tức quát với tài xế, mau lên. Chạy với tốc độ nhanh nhất, đến sân bay Long Hòa ở chiến khu, Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng bất an, anh nhíu chặt mày, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo ngút trời. Tài xế cũng là một chiến sĩ. Lúc này bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn làm cho kinh sợ, lập tức khởi động xe, đạp chân ga thật mạnh, dọc đường đi ấn còi điên cuồng, rời khỏi tổng bộ chiến khu Long Kinh. Cảnh tượng này khiến các chiến sĩ đứng canh ngoài cổng cũng bàng hoàng rất lâu mới bình tĩnh lại được. Đó chẳng phải là chiếc xe số hiệu 01 của chiến khu sao? Lẽ nào người trên xe là chủ soái Bắc Lương? Bọn họ định đi đâu vậy? Chiến sĩ đứng canh lập tức gọi điện báo cáo với cấp trên của mình. Còn cấp trên của anh ta lại báo cáo lên mấy cấp nữa, nhanh chóng đến tai Long Các. Trong Long Các, bốn trưởng lão đang ngồi bàn bạc về nội dung của cuộc họp lần này. Tần Hán Quốc đột nhiên nhận được điện thoại của cấp dưới, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Ở bên kia điện thoại vang lên giọng nói run rẩy, Tần Lão, vừa rồi tôi nhận được báo cáo của cấp dưới,
chủ soái Bắc Lương xông thẳng ra khỏi tổng bộ chiến khu không hợp quy định, hình như đang chạy thẳng đến sân bay Long Hòa gần đó. Sân bay Long Hòa, Tần Hán Quốc nghe thấy thế thì nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, được. Tôi biết rồi, chờ tôi điều tra rõ ràng. Nói xong, ông ấy cúp điện thoại, sắc mặt u ám, lẩm bẩm một câu, sân bay Long Hòa. Thằng nhóc kia đến đó làm gì nhỉ? Có chuyện gì gấp sao? Ba các lão còn lại cũng nhìn Tần Hán Quốc, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hán Quốc mỉm cười, nói, không có gì, vẫn là thằng nhóc Tiêu Chính Văn kia làm việc lỗ mãng, không ký tên đăng ký rời khỏi tổng bộ chiến khu theo quy định, mà chạy thẳng đến sân bay Long Hòa. Sân bay Long Hòa, Giang Vạn Long ngồi ở ghế chủ vị nhíu mày, sắc mặt tái đi, vội vàng nhấc điện thoại bàn ở trước mặt lên, gọi cho một số, trầm giọng hạ lệnh, lập tức điều tra tình hình ở Tu Hà. Phải báo cáo chi tiết, cạch, ông ấy cúp máy, không khí trong phòng họp Long Các bỗng trầm xuống. Tần Hán Quốc thấy trong lòng thoát lên một cái, vẻ mặt căng thẳng, nói, ông Giang, ý ông là. Reng reng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp phá tan sự căng thẳng này, đồng thời mang đến cảm giác còn căng thẳng hơn. Giang Vạn Long nhấc máy, giữa hai hàng lông mày mang theo sát khí, quát, nói. Báo cáo Giang Lão, thiếu tá Hàn Lợi Dân của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà hiện đang họp ở tỉnh, nhưng nửa tiếng trước đã rời đi. Nhưng theo báo cáo của nhân viên ở tổ tình báo Long Võng Tu Hà, đại úy Ninh Dương của nhà họ Ninh vào hai ngày trước đã giam lỏng tổng tư lệnh Tống Hậu Lượng của Cục Thanh tra Tu Hà. Ngoài ra, phó tham mưu của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà cũng bị bắt nhốt, nguyên nhân là mang theo vũ khí xông vào nhà của đại úy Ninh Dương. Người ở đầu dây bên kia báo cáo, chuyện nào cũng khiến trong lòng anh ta phải kinh hãi. Giang Vạn Long trầm giọng nói, còn gì nữa? Nhân viên tổ tình báo của Long Võng nói tiếp, Giang Lão, còn một chuyện nữa, Ninh Kỳ Nhi của nhà họ Ninh, cũng chính là em gái ruột của Ninh Dương, từng dẫn người xông vào Bệnh viện Nhân dân thành phố Tu Hà, lôi hết cả nhà thuộc chi thứ hai nhà họ Khương một thế gia của Tu Hà, đi. Những người liên quan gồm Khương Học Bác, Từ Phân, Khương Vi Nhan, Khương Na Na, khoan đã. Cậu nói sao, em gái ruột của Ninh Dương dẫn Khương Vi Nhan và Khương Na Na đi sao? Giang Vạn Long nghe đến đây thì nổi giận quát lên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo như muốn đâm xuyên xương cốt. Ba các lão còn lại nghe Giang Vạn Long nói, cũng kinh sợ, vội vàng đứng dậy, nhìn Giang Vạn Long với ánh mắt lo lắng. Vâng, vâng ạ, Giang Lão, có vấn đề gì sao ạ? Nhân viên của tổ tình báo run rẩy hỏi. Vô dụng, toàn lũ vô dụng, lập tức thông báo với Hàn Lợi Dân, đến Tu Hà với tốc độ nhanh nhất. Bảo cậu ta lập tức điều động lực lượng bảo vệ ở Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, bao vây nhà họ Ninh cho tôi. Nếu Khương Vi Nhan và Khương Na Na xảy ra chuyện gì, bảo Hàn Lợi Dân mang đầu đến gặp tôi. Giang Vạn Long nổi trận lôi đình, dập mạnh điện thoại, sau đó tức giận đấm một cú xuống bàn họp. Vẻ mặt Tần Hán Quốc lo lắng, hỏi, Ninh Dương thực sự ra tay với Khương Vi Nhan và cô bé kia sao? Sắc mặt Giang Vạn Long tức giận. Lại nhanh chóng gọi điện thoại cho phòng hành chính tổng hợp của sân bay Long Hòa, lập tức điều động một chiếc máy bay chiến đấu Long 20. Chủ soái Bắc Lương một lát nữa sẽ đến sân bay Long Hòa của cậu, không được ngăn cản, không cần bất cứ thủ tục gì, lập tức cho cậu ấy lái chiếc Long 20 đi. Rõ, bên kia điện thoại đáp. Tần Hán Quốc nhìn Giang Vạn Long cúp điện thoại, cũng tức giận ném chiếc bút trong tay xuống bàn, gầm lên, tên Ninh Dương khốn kiếp. Một đại úy nho nhỏ. Chỉ nhậm chức thiếu tá mà đã vênh váo như vậy. Dám bắt nhốt tổng tư lệnh cục thanh tra một địa phương. Còn khống chế cả phó tham mưu sở chỉ huy quân đội. Loạn rồi, loạn rồi. Đúng là coi trời bằng vung. Tên từ Kiêu Long này quản lý cấp dưới kiểu gì không biết. Tần Hán Quốc nổi giận đùng đùng, lập tức gọi điện tới tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, tìm thẳng từ Kiêu Long, giận dữ gầm lên, từ Kiêu Long. Cái tên đại úy tên Ninh Dương dưới trướng cậu gây họa tài trời rồi. Dám to gan bắt nhốt tổng tư lệnh cục thanh tra địa phương, còn bắt cả vợ con của chủ soái Bắc Lương, cậu có biết thế nghĩa là gì không? Từ Kiêu Long ở đầu bên kia cũng sững sờ, vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, nói Tần Lão, ông yên tâm, tôi sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này. Hừ, tốt nhất là cậu giải quyết cho êm xuôi, nếu có bất cứ sai sót gì. Thì cậu cũng đừng ngồi vị trí chủ soái chiến khu Đông Nguyên nữa, Tần Hán Quốc gầm lên rồi cúp điện thoại. Từ Kiêu Long đã toát mồ hôi lạnh, nắm chặt điện thoại trong tay,
gầm lên, phó quan. Phó quan. Một phó quan nhanh chóng xông vào doanh trướng, nói chủ soái có dặn dò gì ạ? Vẻ mặt Từ Kiêu Long tức giận, giận dữ hét lên, lập tức báo với sở chỉ huy quân đội Thu Hà, cứ nói là lệnh của tôi, điều ngay 10.000 chiến sĩ bao vây nhà họ Ninh cho tôi. Nghe rõ chưa, ngay lập tức. Rõ, viên phó quan kia đứng nghiêm đáp. Bên phía Tiêu Chính Văn, lúc này anh đang ngồi trên chiếc xe số hiệu 00001 của Long Quân, xông thẳng vào sân bay Long Hòa. Có thể nói, sân bay Long Hòa lúc này đã mở rộng cửa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Trên đường băng đã đậu sẵn chiếc máy bay chiến đấu Long 20 tiên tiến nhất của Hoa Quốc. Là máy bay chiến đấu đời thứ 5. Tiêu Chính Văn bước xuống xe, cởi bỏ chiếc chiến bào hoa văn rồng xanh, gỡ quân hàm trên cầu vai, rồi nhảy lên chiếc Long 20, đích thân lái máy bay chiến đấu đến Tu Hà cùng Long Nhất. Khương Vi Nhan, Nana, hãy đợi anh. Nhất định phải đợi anh. Chương 167, chiếc chuồng chó dưới ánh đèn một tiếng sau, cũng chính là hiện giờ ở Tu Hà. Xe riêng của Hàn Lợi Dân đã tiến vào Tu Hà, lúc này, anh ta ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lẽo. Cơn giận trên người như sắp lật tung cả chiếc xe. Anh ta vừa nhận được điện thoại của phó quan bên cạnh chủ soái chiến khu Đông Nguyên Từ Kiêu Long, nghiêm túc và tức giận nói cho anh ta biết tình hình ở Tu Hà hiện giờ. Hàn Lợi Dân lập tức kinh sợ, mặt tái đi. Nhân hai ngày anh ta không ở Tu Hà, Ninh Dương dám làm những chuyện coi trời bằng vung như vậy. Tự ý bắt nhốt Tổng Tư lệnh Cục Thanh tra Tu Hà, bắt nhốt phó tham mưu của mình. Điều khiến Hàn Lợi Dân phẫn nộ và hốt hoảng nhất chính là người của Ninh Dương đã bắt Khương Vi Nhan và Nana. Đó là vợ con của Tiêu Chính Văn, là vợ con của chủ soái Bắc Lương đấy. Gây họa tày trời rồi. Mau lên, lập tức về sở chỉ huy quân đội Tu Hà, báo với tất cả mọi người, lập tức tập hợp. Chờ lệnh của tôi bất cứ lúc nào, Hàn Lợi Dân nổi giận gầm lên. Tài xế giẫm mạnh chân ga, phóng thẳng đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Cùng lúc đó, ở ngoại ô Tu Hà, màn đêm buông xuống, 30.000 quân Bắc Lương đã chỉnh tề chờ lệnh xuất phát. 30.000 quân Phá Long, đảo lộn cả trời đất. Để tránh tai mắt người ngoài, bọn họ đã mất một tuần trèo đèo lội suối xuyên đêm, chạy bộ hành quân 1.500 km, cuối cùng cũng đến được Tu Hà vào 3 ngày trước. Sau 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, 30.000 quân Bắc Lương lúc này đã được trang bị vũ khí đầy đủ. Không ai có thể tưởng tượng một đội quân do 30.000 quân Phá Long Bắc Lương tập hợp lại khí thế, lại khiến người ta khiếp sợ như vậy. Ai nấy như từng cây súng, đứng trong bóng tối, như hòa vào màn đêm đen. Khí thế đó ngút trời, khuấy đảo cả bầu trời Tu Hà. Đây không phải đội quân bình thường. Đây là sư đoàn Hổ Lang với 30.000 người mạnh nhất thuộc 300.000 quân Phá Long Bắc Lương mạnh nhất Hoa Quốc. Là sư đoàn bất bại uy danh hiển hách Hoa Quốc. Khiến tám nước khiếp sợ. Bọn họ đều là những chiến sĩ giỏi nhất đã rèn luyện qua đội quân triệu người của tám nước, từng trải qua sự tôi luyện của máu và nước mắt, trải qua chết chóc. Sát khí trên người bọn họ khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, khiến người ta sợ hãi, khiến người ta khâm phục, càng khiến trời đất biến sắc, khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Sư đoàn Hổ Lang 30.000 người này đủ để tiêu diệt đội quân triệu người. Trên khuôn mặt mỗi người mang theo sát khí lạnh lẽo, người mặc trang phục chiến đấu ngụy trang, trên mặt cũng là hình vẽ ngụy trang khiến muôn thú sợ sệt. Mưa to sắp ập tới. Bầu trời Tu Hà sắp thay đổi rồi, là thay đổi hoàn toàn. Cùng lúc đó, sơn trang nhà họ Ninh răng đèn kết hoa, khách quý đông đủ, vô cùng vui vẻ. Tất cả gia chủ và chủ tịch đến từ các thế gia giàu có và doanh nghiệp hàng đầu Tu Hà, lúc này đều đang đứng trong sân. Ngẩng đầu nhìn cửa chính biệt thự nhà họ Ninh với ánh mắt sùng kính và kích động. Lúc này, quân hàm trên vai Ninh Dương đã được thay bằng quân hàm thiếu tá. Anh ta đội mũ kepi, nhìn bản thân vô cùng đẹp trai và cương nghị ở trong gương, nở nụ cười hài lòng, sau đó quay người, chân đi bốt quân đội bước từng bước một. Dưới chùm đèn thủy tinh to, người anh ta như được rát một lớp ánh sáng màu bạc, chậm rãi bước ra khỏi biệt thự, đứng trước mặt mọi người, nơi hội tụ ánh đèn. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, báo hiệu bữa tiệc nhậm chức thiếu tá tối nay của Ninh Dương chính thức được bắt đầu. Cả người Ninh Dương đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng lướt nhìn toàn cảnh, mang theo nhuệ khí không gì sánh được. Anh ta giơ một bàn tay lên, tiếng vỗ tay bên dưới lập tức dừng lại.
Sau đó, Ninh Dương tao nhã cầm một ly whisky trên chiếc khay trong tay cô gái mặc sườn xám ở bên cạnh, anh ta nâng ly lên, mở miệng nói, chào mừng mọi người đến tham gia bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của tôi. Mọi người nhao nhao nâng ly, đồng thanh nói, chúc mừng thiếu tá Ninh. Ninh Dương cười nói, rất vinh hạnh khi mọi người có thể đến tham gia bữa tiệc nhậm chức của tôi. Ở đây có người tôi quen, cũng có người tôi không quen, hy vọng sau tối nay, mọi người có thể cùng thuyền chung lối, cùng cố gắng, cùng tiến bộ vì tương lai của Tu Hà. Nói xong, Ninh Dương uống cạn ly rượu, các khách quý bên dưới cũng vội vàng cạn ly, nhao nhao khen Ninh Dương là nhân tài kiệt xuất nhất Tu Hà, chắc chắn sẽ khiến tương lai Tu Hà phát triển rực rỡ. Thiếu tá Ninh Dương, gia chủ Ninh có cậu con trai như cậu, đúng là nở mày nở mặt. Phải đấy thiếu tá Ninh, sau này chúng tôi vẫn phải nhờ cậu đấy. Từ nay về sau, Tu Hà chỉ có thiếu tá Ninh, chỉ có nhà họ Ninh lớn nhất. Chúng ta cùng nâng ly nào, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Ninh Dương nâng ly với từng người, phía sau anh ta là Ninh Học Dân, vẻ mặt ông ta đương nhiên rất kiêu ngạo. Những nhân vật đứng đầu Tu Hà này, trước kia nhà họ Ninh chưa chắc có thể với tới, nhưng bây giờ thì khác rồi, Ninh Dương trở về, còn thăng chức thiếu tá, ngang hàng với Hàn Lợi Dân. Thân phận và địa vị như vậy, đáng để những người hàng đầu Tu Hà này kết giao. Tất cả mọi người đều biết, sau này nhà họ Ninh chắc chắn sẽ trở thành gia tộc lớn nhất Tu Hà. Thậm chí có khi là cả tỉnh cũng không chừng. Chỉ cần Ninh Dương có thể lập nhiều quân công, một bước từ thiếu tá lên trung tá, thì chắc chắn ở tỉnh sẽ có chỗ cho nhà họ Ninh. Đương nhiên người nhà họ Khương cũng có mặt trong đám người này, nhưng lại bị sắp xếp ở vị trí phía sau, chỉ có thể nhìn Ninh Dương và những người có máu mặt nâng ly chụp ảnh từ xa. Nhưng, cho dù là vậy, đám người Khương Thái Sương cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bởi vì, những khách quý tham gia tiệc hôm nay toàn là những người tai to mặt lớn ở Tu Hà, chỉ cần kết giao được với một hai người, thì sau này nhà họ Khương sẽ phát triển thuận lợi. Vẻ mặt Khương Thái Sương kích động, từ xa nhìn Ninh Dương đứng dưới ánh đèn vô cùng nổi bật, nói ôi, Ninh Dương đúng là người kiệt xuất nhất Tu Hà, mới chừng này tuổi đã là thiếu tá, tiền đồ tươi sáng quá. Cũng may nhà họ Khương và cậu ấy không có nhiều ân oán, cũng may Mỹ Nghiên ra tay, mới giải quyết được khó khăn trước mắt của nhà họ Khương ta. Ông nội, ông nói gì vậy, cháu cũng là người nhà họ Khương, là cháu gái ông mà, cháu không thể trơ mắt nhìn nhà họ Khương xảy ra chuyện được. Lúc này Khương Mỹ Nghiên đang ngồi bên cạnh Khương Thái Sương, cô ta mặc chiếc váy ngắn hở ngực lộ lưng màu đỏ, trang điểm rất sắc sảo, khí chất áp đảo. Hai ngày nay, địa vị của Khương Mỹ Nghiên trong nhà họ Khương lên như diều gặp gió, lọt được vào mắt xanh của lão gia, thậm chí có người đồn Khương Mỹ Nghiên cầm chắc chức vụ tổng giám đốc công ty. Lúc này, Khương Thái Sương cũng nheo mắt lại, vỗ tay Khương Mỹ Nghiên, nói, Mỹ Nghiên à, nếu chúng ta có thể mời thiếu tá Ninh Dương một ly rượu thì mới là phúc phần tương lai của nhà họ Khương ta. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế liền nở nụ cười, đáp, ông nội, thế thì đơn giản, chuyện này cứ để cháu. Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên gửi tin nhắn cho Ngô Khoan Nghiệp. Ngô Khoan Nghiệp đang cùng Ninh Dương mời rượu mọi người ở phía trước, sau khi đọc được tin nhắn, cậu ta vội vàng tươi cười bước tới, nói cháu chào ông ạ. Khương Thái Sương nhìn thấy Ngô Khoan Nghiệp thì cũng kích động đứng dậy, chia hai tay ra bắt, nói thiếu gia Ngô, cũng nhờ có cháu mà nhà họ Khương ông mới giải quyết được khó khăn. Ngô Khoan Nghiệp mỉm cười đáp, lão gia, ông nói gì thế, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà mà. Cháu nghe Mỹ Nghiên nói ông muốn mời rượu thiếu tá Ninh ạ. Khương Thái Sương có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, nếu như có thể mời được thiếu tá Ninh một ly rượu thì địa vị của nhà họ Khương ở Tu Hà cũng sẽ được nâng cao. Đúng lúc, ông cũng có thể đại diện cho nhà họ Khương xin lỗi thiếu tá Ninh. Ngô Khoan Nghiệp nói, chuyện nhỏ thôi ông chờ cháu ở đây, tí nữa cháu sẽ đưa thiếu tá Ninh tới. Thật sao, thế thì tốt quá. Vẻ mặt Khương Thái Sương kích động, Khương Văn Kỳ cũng vui lắm, ánh mắt nhìn Ngô Khoan Nghiệp lại càng tán thưởng hơn. Con rể tốt. Khương Văn Kỳ cười tít mắt, kích động nâng một ly rượu, uống cạn với Ngô Khoan Nghiệp. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ nói cười, thì chiếc đèn tụ quang trên sân khấu đột nhiên sáng lên. Sau đó, trong ánh nhìn của mọi người, bốn tên lính mặc quân phục khiêng một chiếc chuồng chó lớn lên sân khấu. Ồ! Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong ánh mắt của mọi người, trên sân khấu, dưới đèn tụ quang,
trong chiếc chuồng chó to là hai mẹ con người đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt, lấm lem bẩn thỉu, nhìn rất thê thảm và đáng thương. Đó chính là Khương Vi Nhan và Nana. Chương 168, chôn bọn họ đi. Lúc này, Khương Vi Nhan đang ôm chặt Nana trong lòng, vẻ mặt cô tuyệt vọng, hoảng hốt, sợ hãi. Đôi mắt to đẹp đã không còn sinh động, sợ sệt nhìn những người tai to mặt lớn dưới sân khấu đang nhìn cô, không ngừng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Trên sân khấu, dưới chiếc đèn tụ quang to, Khương Vi Nhan và Nana chẳng khác gì bị lột trần, để mặc người ta quan sát, bàn tán. Đây chẳng phải là Khương Vi Nhan của nhà họ Khương và đứa con hoang cô ta sinh ra sao? Sao bọn họ lại bị nhốt trong chuồng chó vậy? Nhìn cũng thảm thật, ha ha, nhốt trong chuồng chó là may cho cô ta đấy. Loại tiện nhân này phải vứt thẳng ra đường cho xe cắn ấy. Chẳng phải vì con chó hoang Tiêu Chính Văn kia đắc tội nhà họ Ninh sao? Đúng là không biết tự lượng sức, nghe nói hắn đã chạy mất, vứt bỏ lại vợ con, đúng là thằng rác rưởi. Mọi người lập tức xì xào. Tất cả đều nhìn Khương Vi Nhan và Nana bị nhốt trong chuồng chó trên sân khấu, thấy họ thật thê thảm. Trong đám người bên dưới, người nhà họ Khương đương nhiên cũng nhìn thấy Khương Vi Nhan và Nana trên sân khấu, vẻ mặt họ lập tức trở nên rất khó coi. Nhất là khi nghe tiếng xì xào và mỉa mai của mọi người xung quanh, vẻ mặt đám người Khương Thái Sương lại càng lạnh lùng. Thật là mất mặt. Hừ, đúng là mất hết mặt mũi. 5 năm trước, vì con tiện nhân Khương Vi Nhan này mà nhà họ Khương đã trở thành trò cười. Tối nay vì nó và đứa con hoang kia, nhà họ Khương lại trở thành trò cười lần nữa, Khương Văn Kỳ tức giận nói, ánh mắt lạnh tanh, dữ tợn. Khương Mỹ Nghiên cũng bực mình nói, ông nội, ông nhìn đi, đây chính là khoảng cách giữa cháu và Khương Vi Nhan, cô ta chỉ mang lại sự sỉ nhục cho nhà họ Khương, còn cháu thì có thể mang lại tương lai cho nhà họ Khương. Khương Thái Sương gật đầu, ánh mắt lạnh tanh. Nhìn Khương Vi Nhan và Nana trong chuồng chó trên sân khấu, lão thấy giận lắm, tức tối nói, đương nhiên ông biết chứ, vị trí tổng giám đốc công ty ông vẫn luôn dành cho cháu mà. Đến giờ phút này thì Khương Thái Sương đã hoàn toàn hết hy vọng vào Khương Vi Nhan. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì vui vẻ, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, nhìn bố cô ta là Khương Văn Kỳ, hai người nhìn nhau, trong lòng tự hiểu. Còn lúc này, trên sân khấu, dưới ánh đèn tụ quang, vẻ mặt Khương Vi Nhan hoảng hốt, ánh mắt sợ sệt, ôm chặt Nana đang nóng như hòn than, sợ hãi nép vào một góc chuồng chó, cố né tránh ánh mắt mọi người. Đôi mắt đẹp của cô lúc này ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi, khóe mắt đọng giọt nước mắt trong suốt, không ngừng nhỏ giọng an ủi Nana trong lòng. Nana đừng sợ, có mẹ đây, chắc chắn bố con sẽ đến cứu chúng ta, chắc chắn, nhưng trong lòng cô biết, hy vọng này vô cùng mong manh. Cũng đúng lúc này, đột nhiên Khương Vi Nhan nhìn thấy đám người Khương Thái Sương ở tít phía sau. Khoảnh khắc đó, trong người cô bùng phát sức mạnh của người làm mẹ, cô đặt Nana xuống, hai tay máu thịt be bét nắm chặt nan sắt của chuồng chó, gào khóc thê lương với đám người Khương Thái Sương, ông nội. Ông nội, cháu là Vi Nhan đây, cháu xin ông hãy cứu lấy Nana, hãy cứu lấy con gái cháu. Con bé sắp không xong rồi, thực sự sắp không xong rồi, cháu xin ông đấy. Ông hãy cứu Nana đi, Khương Vi Nhan khóc nức nở, cố gắng bám lấy nan sắt, như muốn bẻ gãy nó. Nhưng vô ích, tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào đám người Khương Thái Sương ở phía sau. Bọn họ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng vô cùng hoảng sợ và xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Khương Thái Sương tức đến mức chỉ vào Khương Vi Nhan ở trên sân khấu, gào lên câm miệng. Đồ tiện nhân làm bại hoại gia phong này. Nhà họ Khương tôi không có đứa cháu gái như cô cũng không phải cháu gái của Khương Thái Sương tôi, cô câm miệng cho tôi. Khương Thái Sương cuống hết cả lên. Đám Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên ở sau lưng lão cũng sốt ruột kêu lên, Khương Vi Nhan. Cô câm miệng cho chúng tôi, cô là đồ xui xẻo, cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Khương rồi. Điên rồi, chắc chắn là cô ta bị điên rồi, mọi người đừng tin lời cô ta. Cô ta không phải người nhà họ Khương chúng tôi. Phải đấy, chúng tôi chẳng liên quan gì đến con tiện nhân trên kia cả. Thực sự chẳng liên quan gì hết. Người nhà họ Khương cố gắng giải thích, cố gắng vạch rõ mối quan hệ với Khương Vi Nhan. Trên sân khấu, Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa, hai tay nắm lấy nan sắt, đập đầu vào đó, nhìn người nhà họ Khương đang cố gắng phủi sạch quan hệ với mình,
khoảnh khắc đó, trái tim cô đã chết, hết hy vọng hoàn toàn. Ông nội, tại sao ông không nhận Vi Nhan chứ? Ông nội, ông có thể không nhận Vi Nhan, nhưng Vi Nhan chỉ muốn xin ông cứu Nana, cứu con gái cháu, con bé thực sự sắp không xong rồi, cháu xin mọi người hãy cứu con gái cháu. Khương Vi Nhan khóc đầy tuyệt vọng, nước mắt cũng sắp cạn khô. Nhưng đúng lúc này, Ninh Kỳ Nhi bước lên sân khấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người tai to mặt lớn của các thế gia và doanh nghiệp hàng đầu Tu Hà bên dưới, nói, mọi người hãy nhìn cho rõ đi. Đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với nhà họ Ninh, đối đầu với Ninh Kỳ Nhi tôi. Sau đó, cô ta lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan đang đau đớn tuyệt vọng trong chuồng chó, cười khẩy nói, Khương Vi Nhan, bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Chỉ cần cô nói cho tôi biết chỗ anh ta, tôi sẽ thả hai người và đưa con gái cô đến bệnh viện tốt nhất. Nếu cô không nói, thì hôm nay, cô và con gái cô sẽ bị tôi chôn sống. Lúc cô ta nói, ba tên lính đã bắt đầu dùng xẻng sắt đào hố ở bãi đất trống bên cạnh. Hai cái hố sâu. Khương Vi Nhan không ngừng lắc đầu, cô quỳ trong chuồng chó, bò tới gần chỗ Ninh Kỳ Nhi, thò hai bàn tay đầy vết thương ra khỏi chuồng, cố gắng muốn tóm váy cô ta. Khóc thê thảm, tiểu thư Ninh, tôi xin cô hãy thả con gái tôi, cứu con gái tôi với, tôi thực sự không biết Tiêu Chính Văn đã đi đâu, tôi thực sự không biết. Sắc mặt Ninh Kỳ Nhi lập tức trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo, nói, không biết à? Cô không biết thật sao? Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Người đâu, đưa mẹ và em trai cô ta lên đây. Sau đó, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần cũng người đầy vết thương bị mấy tên lính áp giải lên. Nhìn bọn họ chẳng khác gì ăn mày, mặt mũi bầm dập. Vừa được đưa lên, Từ Phân và Khương Thần đã không biết xấu hổ quỳ xuống đất, dập đầu với Ninh Kỳ Nhi xin tha, tiểu thư Ninh, xin cô hãy tha cho chúng tôi đi, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, tất cả là do tên Tiêu Chính Văn kia. Tất cả là do cậu ta, Từ Phân dập đầu bồm bộp, chẳng khác gì con chuột tham sống sợ chết, khiến mọi người xung quanh hả hê xem trò cười. Đám người Khương Thái Sương lúc này nấp trong đám người, sắc mặt rất khó coi, không dám ho he gì, sợ người ta phát hiện mình có quan hệ với cả nhà Khương Học Bác. Khi nhìn thấy Khương Vi Nhan bị nhốt trong chuồng chó, Từ Phân càng nổi điên, chỉ vào cô hét lên, tiện nhân. Tất cả là tại mày, bọn tao bị mày hại thê thảm quá, cái đồ xui xẻo này, sao mày không chết đi? Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng chứng kiến cảnh này, hất tay lên nói, chôn bọn họ đi. Chương 169, 30.000 quân sư đoàn hổ lang cái gì? Từ Phân hoảng hốt, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, đừng, đừng mà. Đừng chôn chúng tôi, tiểu thư Ninh, cứu mạng, đều là con ả Khương Vi Nhan kia và tên Tiêu Chính Văn vô dụng đó gây họa, không liên quan gì đến tôi hết mà, đừng chôn chúng tôi. Trong nháy mắt, Từ Phân, Khương Thần và Khương Học Bác bị đẩy thẳng vào hố sâu đã đào xong. Khương Thần bị dọa đến mức tè cả ra quần, khóc lóc kể lể trốn phía sau Từ Phân, kêu khóc mẹ, con không muốn chết, con không muốn chết đâu, con còn trẻ mà. Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan trong chuồng chó, hỏi, nói hay không nói? Không nói thì bây giờ tôi sẽ chôn bố mẹ và em trai cô. Khuôn mặt Khương Vi Nhan đầy nước mắt, nhìn bố mẹ trong hố sâu gào khóc và tuyệt vọng, trong lòng cô rất đau, cũng rất tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể không ngừng cầu xin, không ngừng dập đầu. Nhưng theo cái nhấc tay của Ninh Kỳ Nhi, mấy tên lính kia lập tức vung xẻng sắt, nâng bụi đất lên, trong nháy mắt đã san toàn bộ đến người Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần, đừng, đừng mà, bố, mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu, con gái có lỗi với hai người. Khương Vi Nhan tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ đành ngửa lên trời kêu gào đau khổ Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Đang ở đâu chứ? Khương Vi Nhan sắp phát điên. Lúc này cô bị nhốt trong chuồng chó, chỉ đành trơ mắt nhìn những người kia chôn sống bố mẹ và em trai mình. Cô bất lực gào khóc, không ngừng dập đầu cầu xin. Nhưng đổi lại là Ninh Kỳ Nhi càng lúc càng tệ hơn. Trong hố sâu, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần, toàn bộ đều tuyệt vọng nhìn trời kêu khóc. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Từ Phân khóc lóc, còn không ngừng mắng chửi Khương Vi Nhan, đều tại con đàn bà đê tiện như cô. Tại cô nên bọn tôi mới bị chôn sống. Khương Thần bị dọa đến mức toàn thân run rẩy,
bùn đất hết sẻng này đến sẻng khác, toàn bộ đều đập lên mặt, lên người cậu ta. Mẹ, con sợ, cứu mạng, con không muốn chết, thật sự không muốn chết đâu, Khương Thần gào khóc. Lúc này những gia chủ và nhà doanh nghiệp của thế gia nhà giàu hạng nhất xung quanh đều nhìn cảnh tượng trước mắt với sắc mặt thờ ơ. Không ai dám đứng ra mặt, không ai dám lên tiếng khuyên can. Bởi vì, ở đây là nhà họ Ninh. Người trên kia là em gái ruột của thiếu tá Ninh Dương. Quanh đó còn có bảo vệ của Ninh Dương đang đóng giữ. Toàn bộ đều được trang bị vũ khí súng ống đạn dược đầy đủ. Lúc này đám người Khương Thái Sương đứng phía sau, nhìn cả nhà Khương Học Bác sắp bị chôn sống, cũng rất sốt ruột, dẫu sao đó cũng là con trai của lão. Văn Kỳ, làm sao đây? Cả nhà Học Bác sẽ không bị chôn sống thật chứ? Khương Thái Sương nôn nóng hỏi. Đầu Khương Văn Kỳ cũng đầy mồ hôi lạnh, xem tình hình này, sợ là cả nhà Khương Học Bác lành ít dữ nhiều rồi. Mặc dù ông ta không thích gia đình Khương Học Bác, nhưng dẫu sao cũng là em trai của mình. Bố, tình hình bây giờ con cũng không biết phải làm sao. Người Ninh Kỳ Nhi muốn tìm là Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan kia khăng khăng không chịu nói thì có thể làm gì được chứ, Khương Văn Kỳ nói với vẻ mặt đầy bất lực. Khương Thái Sương nhìn sang Khương Mỹ Nghiên, hỏi, Mỹ Nghiên, cháu có thể làm phiền thiếu gia Ngô chút được không, bảo cậu ta tìm thiếu tá Ninh, dù sao cũng là chú hai của cháu đấy. Khương Mỹ Nghiên suy nghĩ, gật đầu trả lời, ông nội, để cháu thử. Nói xong, cô ta nhìn xung quanh, tìm được Ngô Khoan Nghiệp trong đám người, lập tức chạy qua, nhỏ giọng nói, chồng ơi, anh có thể tìm thiếu tá Ninh, bảo anh ta tha cho cả nhà chú hai của em không? Đương nhiên, Khương Vi Nhan thì có thể không cần quan tâm, Ngô Khoan Nghiệp cau mày, nhìn động tĩnh trước mặt, vẻ mặt hơi do dự, nhưng không chống đỡ được sự công kích dịu dàng của Khương Mỹ Nghiên. Chỉ đành miễn cưỡng đồng ý anh thử xem. Sau đó cậu ta đi đến bên cạnh Ninh Dương được mọi người vây quanh, cung kính nói, thiếu tá Ninh, người của nhà họ Khương muốn xin giúp gia đình kia, đương nhiên mẹ con Khương Vi Nhan thì không cần thiết, là ba người trong hố kia thôi. Ninh Dương xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, khóe mắt lộ ra vẻ ớn lạnh, khóe miệng nhếch lên, nhìn đám người nhà họ Khương tha thiết mong chờ ở phía xa, rồi nói, được, bảo bọn họ lên đi. Ngô Khoan Nghiệp lập tức gật đầu, mặt tươi cười đi về phía đám người nhà họ Khương. Mà bên này, Ninh Dương đã đi lên sân khấu, người mặc quân phục, vai mang quân hàm của thiếu tá, khiến mọi người ở đây nhìn chăm chú. Anh ta giơ tay lên, những binh lính kia dừng động tác trong tay lại. Tiếp đó, Ninh Dương nhìn đám người nhà họ Khương, cười nhạt hỏi, các người muốn cầu xin cho ba người này à? Khương Thái Sương nở nụ cười, nói thiếu tá Ninh. Đó là con trai của tôi, chúng không có quan hệ gì mấy với Tiêu Chính Văn, vẫn mong thiếu tá Ninh giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng, tôi thay mặt cho toàn thể người nhà họ Khương vô cùng cảm ơn. Sắc mặt Ninh Dương rửng rưng đáp, vậy được, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, cứu ba người bọn họ, đổi lại cả nhà họ Khương. Soạt, câu nói này khiến mọi người ở đây đều yên lặng, đám người Khương Thái Sương trợn tròn hai mắt, nhất thời sắc mặt vô cùng căng thẳng. Cái gì? Cả nhà họ Khương đổi lại một nhà ba người của Khương Học Bác. Mặt Khương Thái Sương đầy vẻ do dự và kích động, nói, thiếu tá Ninh, cậu đừng đùa, đây đây đây, đã vượt quá phạm vi mà nhà họ Khương có thể chấp nhận rồi. Ninh Dương cười khẩy, vậy à, vậy nếu giữa nhà họ Khương và ba người này, chỉ có thể đưa ra một lựa chọn thì sao? Ông cụ Khương, ông nên chọn thế nào? Khương Thái Sương sững sờ. Tâm trạng Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên càng kích động. Kéo bả vai của Khương Thái Sương, ông nội, ông không thể đồng ý được. Cả nhà họ Khương luôn đấy. Bên kia, Khương Thần thấy có hy vọng, liều mạng gào thét, ông nội, cứu cháu trai. Cứu cháu trai, cháu vẫn chưa muốn chết, không muốn chết đâu, bố. Bố không thể vứt bỏ bọn con là người nhà họ Khương mà, Học Bác là con trai của bố, Khương Học Bác cũng sợ, khóc lóc nói. Khương Thái Sương tỏ vẻ nghiêm trọng, trong lòng rất nôn nóng. Không cách nào đưa ra quyết định. Mà cùng lúc này, dưới màn đêm, Tu Hà hóa thành một thành phố ánh đèn chói lóa xen kẽ nhau. Đèn đóm rực rỡ. Trong màn đêm dày đặc, ở ngoại ô Tu Hà, 30.000 đàn ông Bắc Lương đã đứng nửa tiếng đồng hồ ở dưới tình cảnh này. Đậm chất quân đội oai hùng, giờ phút này xông thẳng lên trời cao, khuấy động tầng mây phía trên, toát ra cuồng phong mãnh liệt. Đưa mắt nhìn, cả vùng ngoại ô như có thêm vô số cây thông sừng sững trong một đêm.
nhìn kỹ thì đó không phải thông. Là một loạt bóng người mặc đồng phục xanh tác chiến. 30.000 đàn ông Bắc Lương, lúc này đều khoác trang phục chiến đấu, súng thép phát ngang trước ngực, mỗi bóng người giống như từng chuôi kiếm sắc, tràn đầy lạnh lẽo sơ sắc tiêu điều, đây giống như tảng đá, sừng sững không cử động. Thậm chí, hô hấp của bọn họ cùng vô cùng đều đặn, tản ra khí thế sát phạt chinh chiến xa trường ngập trời. Đây chính là 30.000 sư đoàn hổ lang mạnh nhất Bắc Lương khiến tám nước nghe danh đã sợ mất mật. Trong nháy mắt, vù, mấy chục lá cờ lớn, che lấp trăng sáng, nghênh đón cuồng phong, gầm thét gào rít. Lá cờ vua Bắc Lương. Lá cờ màu đen, kim long mạ vàng, bên trên viết rõ hai chữ Bắc Lương. Chương 170, nhà họ Ninh phải chết một lúc này, sư đoàn hổ lang 30.000 quân Bắc Lương cũng xuất phát. Mặt đất rung lên. Lệnh đã hạ xuống, toàn quân hành động. Trung tướng dẫn đầu vung tay một cái, sư đoàn hổ lang mạnh nhất Bắc Lương với tròn 30.000 người cất bước chạy từ ngoại ô về phía trung tâm thành phố Tu Hà. Khí thế ầm ầm, trời rung đất chuyển. Lúc này, 10.000 chiến sĩ của sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng xuất phát, dưới sự chỉ huy của Hàn Lợi Dân, nhanh chóng phong tỏa 8 con đường chính của Tu Hà, cùng với các trạm đường sắt lớn, sân bay, ga tàu hỏa. Đội thanh tra của Tu Hà sau khi nhận được lệnh của cấp trên, 5.000 lính tuần mặc áo chống đạn, mang theo súng, lái mấy trăm chiếc xe tuần tra và 10 chiếc xe vũ trang chống cháy nổ, chạy thẳng tới sơn trang nhà họ Ninh từ 8 con đường chính của Tu Hà. Tu Hà lúc này như đang nổi bão. Người dân trên đường vội vã trở về nhà, đóng chặt cửa, nhìn các chiến sĩ vũ trang đầy đủ xuất hiện bên ngoài. Trong tầm mắt sợ hãi của bọn họ còn có mấy chục chiếc xe tăng. Phát ra tiếng ầm ầm trên đường. Không đến 10 phút, cả thành phố Tu Hà rộng lớn đã bị 10.000 chiến sĩ của sở chỉ huy quân đội Tu Hà và 5.000 lính tuần phong tỏa. Đường phố không một bóng người, hai bên đường toàn là các chiến sĩ của sở chỉ huy quân đội Tu Hà mang theo sát khí lạnh lẽo. Sau đó, ở cuối con đường chính duy nhất thông đến sơn trang nhà họ Ninh ở Tu Hà. Sư đoàn hổ lang 30.000 người. Tiếng bước chân rầm rầm rung chuyển cả trời đất. Như một dòng lũ màu xanh lá cây. Động tác đều tăm tắp. Bóng dáng của bọn họ che phủ cả đêm đen, trở thành cảnh tượng duy nhất khiến người ta run rẩy trên đường phố. Cả trời đất chỉ còn lại sư đoàn hổ lang kéo dài vô tận, và lá cờ vua Bắc Lương màu đen vàng, đón gió gầm lên. Tất cả người dân đều không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang rung lên, cứ như có động đất vậy. Bầu trời đêm của cả thành phố như bị một luồng sát khí ngưng tụ đã lâu bao trùm, hóa thành đám mây xà xuống, cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Còn lúc này, trong sơn trang nhà họ Ninh, Ninh Dương đứng trên sân khấu, lạnh lùng nhìn Khương Thái Xương bên dưới, hỏi Khương Thái Xương. Ông vẫn chưa lựa chọn được sao? Vẻ mặt Khương Thái Xương sợ hãi, toàn thân run lên, nhìn cả nhà Khương Học Bác với ánh mắt bất đắc dĩ. Lão vừa buồn bã vừa khó xử. Nhưng lão không thể đánh đổi cả nhà họ Khương với mạng của ba người họ được. Cuối cùng, Khương Thái Xương bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên lão già đi rất nhiều, ánh mắt rệu rã. Còn cả nhà Khương Học Bác ở trong hố sâu, thấy lão già đã đưa ra lựa chọn, ai nấy đều tỏ vẻ tuyệt vọng. Bố ơi, bố, con là con trai bố mà, con là con bố mà, Khương Học Bác gầm lên, nước mắt giàn giụa. Từ Phân và Khương Thần tuyệt vọng ôm lấy nhau, khóc nức nở. Ninh Dương cười khẩy, quay người lại, nhìn Khương Vi Nhan bị nhốt trong chuồng chó, lạnh lùng hỏi, Khương Vi Nhan, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô hãy nghĩ cho kỹ, vì bản thân và con gái mình, chẳng phải cô muốn cứu nó sao? Cô hãy nói cho tôi biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Chỉ cần cô nói ra thì tôi sẽ thả bọn họ ngay lập tức. Ninh Kỳ Nhi ở bên cạnh nghe thấy thế liền nhíu mày, cay nghiệt nói, anh, không được thả. Ninh Dương giơ tay xoa đầu Ninh Kỳ Nhi. Cười nói, em gái ngoan, nghe lời anh, để anh xử lý. Ninh Kỳ Nhi định nói gì đó, nhưng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau đó, Ninh Dương nhìn Khương Vi Nhan, khuôn mặt cô đầy vệt nước mắt cũng đã khô cạn. Cô run rẩy quỳ trong chuồng chó, quỳ trước mặt Ninh Dương, dập đầu từng cái một, đến khi chảy cả máu. Thiếu tá Ninh, cầu xin anh hãy thả con gái tôi nguyện chết thay con bé, cầu xin anh hãy thả con gái tôi. Tôi thực sự không biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu, tôi thực sự không biết mà, cầu xin anh hãy thả con gái tôi ra, Khương Vi Nhan cầu xin không ngừng, sau cùng, cô chỉ dập đầu một cách máy móc.
Chương 171, nhà họ Ninh phải chết hai. Sắc mặt Ninh Dương rất khó coi, ánh mắt như muốn giết người, nói, Khương Vi Nhan, cô muốn đối đầu với tôi đến cùng chứ gì? Rốt cuộc Tiêu Chính Văn có gì đáng để cô bảo vệ như vậy? Anh ta chỉ là một kẻ tàn dư của nhà họ Tiêu, Ninh Dương tôi chỉ cần một tay cũng có thể nghiền nát anh ta. Nếu cô không nói, thì tôi chỉ đành bán hai mẹ con cô ra nước ngoài làm nô lệ vậy. Nói xong, Ninh Dương xoay người, nhìn gia chủ các thế gia hàng đầu Tu Hà và các doanh nhân, hắn giọng nói, thưa quý vị. Hôm nay là tiệc nhậm chức thiếu tá của Ninh Dương tôi rất vui khi mọi người có thể đến tham gia. Bây giờ tôi có một tiết mục tạm thời, để mua vui cho mọi người. Đám người bên dưới bắt đầu mong chờ. Ninh Dương đá vào chiếc chuồng chó kia, khiến nó lăn dưới đất một đoạn, Khương Vi Nhan ở bên trong sợ hãi kêu thét lên. Bây giờ bắt đầu bán đấu giá hai mẹ con nhà này, giá khởi điểm là một tệ. Ai trả giá cao sẽ được. Tôi nghe nói Khương Vi Nhan này là một đóa hoa của Tu Hà đấy, Ninh Dương lớn tiếng nói, hơn nữa, lần bán đấu giá này mua một tặng một, con gái của Khương Vi Nhan có thể trở thành cô dâu trẻ của những người có sở thích đặc biệt. Ninh Dương nói xong, Khương Vi Nhan và Nana trong chuồng chó liền bị hai tên bảo vệ thô bạo, ngang ngược chồng xích sắt vào cổ, sau đó lôi mạnh ra, khiến đầu gối Khương Vi Nhan chảy xước, chảy đầy máu. Nana lúc này đã ngất xỉu, khuôn mặt đỏ bừng, thở nặng nhọc. Mẹ ơi, Nana đau quá, Nana không thở được, mẹ ơi cứu con. Nana nằm dưới đất, một cái chân dẫm mạnh lên bụng cô bé, Nana đáng thương bé nhỏ chỉ có thể thò cánh tay gầy gò đầy vết thương ra, với về phía Khương Vi Nhan. À, lũ súc sinh này, thả con gái tao ra, thả con gái tao ra. Khương Vi Nhan điên cuồng lao tới, đẩy tên bảo vệ đang dẫm lên Nana ra, sau đó ôm chặt lấy cô bé, vành mắt cô đỏ hoe, khóc gào lên, Nana, Nana, mẹ đây, Nana đừng sợ, đám người lúc này cũng la hét ầm ĩ. Thiếu tá Ninh đúng là biết chơi, lại còn bán đấu giá hai mẹ con này nữa, thú vị đấy. Tôi rất thích tiết mục này, tôi lấy cả đôi luôn. Ha ha, đừng ai tranh với tôi. Đám người bên dưới lập tức vô cùng kích động, hăng như gà trọi. Đây chính là sự dơ bẩn của giới nhà giàu mà bạn không thể tưởng tượng được. Được rồi, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Bây giờ mọi người ra giá thoải mái đi. Ninh Dương thản nhiên nói, sau đó bước sang bên cạnh, châm một điếu xì gà, nở nụ cười độc ác, vô cùng vinh váo. Tiêu Chính Văn, nếu mày đã chạy thì vợ con mày sẽ phải chịu tội thay. Tôi ra giá 10.000, lập tức có người trả giá. Có 10.000 thôi sao? Mẹ kiếp ông cũng nghèo quá đấy. Tôi ra giá 100.000, 500.000, 1 triệu. Đại diện của các thế gia hàng đầu Tu Hà, lúc này lần lượt giơ tay ra giá, vô cùng vui vẻ. Khương Vi Nhan bị chồng xích chó vào cổ, mặt mày tái mét, trong mắt cô, những kẻ dưới kia chẳng khác gì ác ma khát máu, đang thể hiện dục vọng độc ác trong lòng bọn họ. Đồng thời, cô cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, giày xéo một cách không thương tiếc. Khương Vi Nhan ôm chặt lấy Nana đang ho dữ dội, vuốt ve gò má nóng bỏng của cô bé. Nana lúc này đã thở thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Nana ngoan, con đừng sợ, có mẹ đây. Khương Vi Nhan biết cô và Nana chắc chắn sẽ chết, nhưng trong lòng cô vô cùng đau khổ, vô cùng tuyệt vọng. Tại sao? Nana mới chưa được 4 tuổi. Tại sao phải trải qua nhiều kiếp nạn như vậy chứ? Lúc này, trái tim cô đã bị những tiếng hét ra giá bóp vụn thành từng mảnh. Bố ơi, Nana nhớ bố, mẹ ơi, chẳng phải mẹ nói bố sẽ đến cứu chúng ta sao? Sao bố vẫn chưa đến? Giọng nói non nớt yếu ớt của Nana cứ gọi tên Tiêu Chính Văn mãi, khiến Khương Vi Nhan nước mắt như mưa. Nana, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tại mẹ không tốt, tại mẹ không có khả năng bảo vệ con. Chắc là bố con sẽ không đến đâu, trong đầu Khương Vi Nhan hiện lên bóng dáng Tiêu Chính Văn, nhưng rồi lại nhanh chóng vỡ vụn. Cô biết, có lẽ Tiêu Chính Văn đã thực sự bỏ chạy, thực sự vứt bỏ hai mẹ con cô, ầm. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, vang khắp sơn trang nhà họ Ninh. Hai cánh cửa ở cổng chính nhà họ Ninh bị người ta đạp nát vụn. Dưới sự chiếu rọi của rất nhiều đèn tụ quang và tia sáng laser màu đỏ của súng trường, bóng dáng Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cổng, trước mặt mọi người. Khoảnh khắc đó, lửa giận ngút trời như hóa thành một con rồng lớn trên bầu trời đêm, gầm lên giận dữ. Khoảnh khắc đó,
trời đất như bị rạch một vết nứt, sát khí vô tận tràn ra từ người Tiêu Chính Văn. Sỉ nhục vợ con tao, hôm nay nhà họ Ninh phải chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng gầm lên giận dữ như tu la, vang vọng khắp nơi, ai nấy đều nghe thấy rõ ràng. Chương 172, đợi lệnh của chủ soái. Lúc này, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía sân khấu dưới ánh đèn, đôi giày da dưới chân phát ra âm thanh chói tai bụp 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 như sấm rền, vang dội khắp trang viên nhà họ Ninh, xuyên thấu mọi vật. Anh mặc một bộ quân phục màu xanh lục, sát khí trên người như thủy triều cuồn cuộn, khiến người khác không dám thở mạnh, không dám nhìn thẳng, thậm chí không có cách nào đến gần. Cứ mỗi bước anh đi thì trên người lại toát ra luồng sát khí dày thêm một tầng, đến khi bao trùm tất cả. Lúc này, đám binh lính dưới trướng Ninh Dương đã nạp hết đạn, họng súng chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi người đều được bảo vệ tạm thời ở mảnh đất trống hai bên, chỉ còn lại sân khấu chính giữa và Tiêu Chính Văn đang bước từng bước dưới sân khấu. Ninh Dương đứng trên sân khấu với vẻ mặt kiêu ngạo, đôi lông mày mang sát khí lạnh thấu xương trầm giọng nói, không ngờ, mày vẫn đến. Tiêu Chính Văn đứng ở cuối sân khấu, cách Ninh Dương không quá 10 mét, trong vòng 10 mét này, bốn hàng binh lính được trang bị đầy đủ súng đạn thật đứng trước mặt Ninh Dương, đồng thời chĩa súng vào Tiêu Chính Văn đang đứng đơn độc một mình. Lúc này có thể thấy rõ những chấm đỏ trên người Tiêu Chính Văn. Chỉ cần anh dám manh động thì chắc chắn sẽ bị bắn chết tại chỗ. Tiêu Chính Văn dừng bước, hai mắt đỏ ngầu nhìn Khương Vi Nhan và Nana bị trói bằng xích chó trên sân khấu, nổi giận đùng đùng, lửa giận nghi ngút có thể thiêu đốt tất cả. Anh chỉ mới rời đi có một lát, vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khương Vi Nhan và Nana lại một lần nữa vì anh mà bị người khác hành hạ sỉ nhục. Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng căm phẫn, đau đớn và tự trách. Trên sân khấu, Khương Vi Nhan ôm chặt Nana đang thở thoi thóp trong vòng tay. Trên cổ hai mẹ con họ còn có sợi dây xích chó lạnh ngắt. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện ở cửa, khóe mắt Khương Vi Nhan đã ngấn lệ. Cô không ngờ rằng khi cô tuyệt vọng và bất lực nhất, anh lại xuất hiện một lần nữa. Anh ấy đến rồi. Anh ấy mang theo cơn giận ngút trời đến cứu mình và Nana. Tiêu Chính Văn từng nói sẽ tiêu diệt nhà họ Ninh, Khương Vi Nhan tin anh có thể làm được. Khuôn mặt Khương Vi Nhan đầy nước mắt. Cô ôm chặt Nana và liếc nhìn Tiêu Chính Văn cũng đang rơi nước mắt nhìn cô. Đôi môi khô nứt nẻ và đỏ như máu khẽ hé mở, muốn nói gì đó nhưng đều nghẹn lại ở cổ họng. Trong vòng tay của cô, Nana đang thở thoi thóp yếu ớt, đột nhiên tràn đầy sức sống khi nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Cô bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình chỉ vào Tiêu Chính Văn và hét lớn. Là bố, mẹ, bố đến đây để cứu chúng ta. Khương Vi Nhan gật đầu, ôm chặt Nana. Bật khóc nức nở, đúng vậy, là bố đến cứu chúng ta rồi, bố sẽ không bỏ rơi hai mẹ con mình. Tiêu Chính Văn nhìn khuôn mặt Khương Vi Nhan giàn giụa nước mắt, tặng cho cô ánh mắt kiên định và an toàn. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay lại nhìn Ninh Dương đang đứng trên sân khấu và Ninh Kỳ Nhi đang tỏ vẻ hung tợn, anh trầm giọng nói, đêm nay, nhà họ Ninh chắc chắn phải bị diệt vong. Anh em các người cũng phải trả giá bằng mạng sống vì những việc mà mình đã làm. Ha ha ha! Ninh Kỳ Nhi bật cười lớn, bước tới vị trí cách Tiêu Chính Văn 5 mét, nghiến răng lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, anh đang nằm mơ sao? Anh không mở to mắt ra mà xem đây là đâu? Đây là nhà họ Ninh, là bữa tiệc chúc mừng anh trai tôi thăng chức lên làm thiếu tá. Trong ngoài nhà họ Ninh có 3.000 binh lính canh gác. Sao hả? Chỉ dựa vào một mình anh mà muốn tiêu diệt nhà họ Ninh chúng tôi sao? Đúng là nói chuyện viển vông. Trong lòng Ninh Kỳ Nhi cực kỳ căm hận Tiêu Chính Văn. Năm đó, anh ta có thể trốn thoát khỏi Tu Hà và sống sót, một nửa lý do là vì Khương Vi Nhan. Sau khi mất đi sự trong trắng, con đàn bà đê tiện này lại chạy đi tìm Tiêu Chính Văn và trao cho anh ta lòng tin sống tiếp. Bây giờ, Tiêu Chính Văn quay lại, phá hỏng đám cưới của mình với nhà họ Tần ở tỉnh, Ninh Kỳ Nhi thề sẽ giết Tiêu Chính Văn. Hôm nay là cơ hội tốt nhất của cô ta. Tuy nhiên, sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Thanh mai trúc mã mười mấy năm, cuối cùng lại tan biến theo năm tháng. Cô gái nhỏ từng đi theo sau lưng, luôn miệng gọi anh Tiêu Chính Văn, bây giờ đã thay đổi, trở nên xa lạ và lòng dạ ác độc. Ninh Kỳ Nhi, một tháng trước, tôi đã từng cảnh cáo cô, tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ máu với nhà họ Ninh năm đó.
Hôm nay cô sỉ nhục vợ con của tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô và nhà họ Ninh chỉ có xuống địa ngục mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sát khí từ khóe mắt bộc phát như một thanh kiếm sắc bén. Những lời Tiêu Chính Văn nói đã khơi dậy làn sóng lớn trong trang viên nhà họ Ninh. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn đang bị vây quanh bởi mấy chục tên lính cầm súng đạn thật. Quá ngông cuồng rồi nhỉ? Một mình anh ta, sao lại dám mạnh miệng như vậy chứ? Đây là nhà họ Ninh đấy. Đám bảo vệ của nhà họ Ninh vây quanh đây cũng lên tới 3.000 người. Ha ha, đúng là trò đùa hay nhất đêm nay. Sao Tiêu Chính Văn lại dám khoác lác không biết ngượng mồm như vậy nhỉ? Còn không phải sao, nhà họ Khương có đứa cháu rể như vậy đúng là xui xẻo tám đời. Chỉ cần thiếu tá Ninh Dương ra lệnh thì Tiêu Chính Văn sẽ bị đánh tơi tả. Lúc này đám người hóng hớt xung quanh chế nhạo với khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn xông vào trang viên nhà họ Ninh chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đám người Khương Thái Sương cũng kích động và hoảng sợ. Ông nội, ông nghe kìa, Tiêu Chính Văn này quá ngông cuồng rồi. Còn muốn tiêu diệt cả nhà họ Ninh sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, Khương Mỹ Nghiên khinh thường nói. Khương Văn Kỳ cũng lên tiếng, bố, con nghĩ Tiêu Chính Văn này đang muốn gây phiền phức cho nhà họ Khương chúng ta. Nếu khiến thiếu tá Ninh Dương ghi hận nhà họ Khương thì chuyện chúng ta không dễ gì nhờ và thiếu gia Ngô đi cầu xin, sẽ thành đổ sông đổ bể mất. Đương nhiên Khương Thái Sương cũng hiểu, lão lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng bây giờ lão cũng chẳng làm gì được. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Ninh Dương nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, mày muốn nhà họ Ninh của tao bị gạch tên khỏi Tu Hà trong đêm nay sao? Không chỉ bị gạch tên. Tôi còn muốn anh em hai người phải quỳ gối trước mặt vợ và con gái tôi, cầu xin hai người họ tha thứ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, khí thế lạnh lùng tỏa ra. Ha ha ha! Ninh Dương bật cười lớn, rồi chỉ tay vào Tiêu Chính Văn dưới sân khấu, phẫn nộ quát, muốn tao và em gái tao quỳ trước mặt con đàn bà đê tiện này cầu xin tha thứ sao? Tiêu Chính Văn, không thể không nói rằng mày rất ngông cuồng. Nhưng ngông cuồng thì phải trả giá. Mày mở to mắt ra nhìn cho kỹ đi. Xung quanh đều là binh lính của Ninh Dương tao. Trong ngoài cả nhà họ Ninh này có tới 3.000 binh lính bảo vệ. Mày là lính giải ngũ thì chắc sẽ hiểu rõ, sức chiến đấu của 3.000 binh lính thuộc chiến khu Đông Nguyên lớn mạnh đến mức nào. Chỉ cần tao muốn thì có thể lập tức san bằng cả Tu Hà này. Bây giờ, tao lại muốn hỏi mày, mày dựa vào đâu để tiêu diệt nhà họ Ninh của tao? Mày chẳng qua chỉ là con chó hoang của nhà họ Tiêu, trong mắt tao mày còn không bằng một con kiến. Ninh Dương gầm lên, giọng nói của anh ta vang vọng khắp trang viên nhà họ Ninh. Dựa vào tôi, Tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà, Hàn Lợi Dân. Dầm. Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Hàn Lợi Dân dẫn đầu một nhóm binh lính với hơn 100 khẩu súng và đạn thật, xông thẳng vào trong. Trên người anh ta ngập tràn sát khí, dưới ánh mắt của mọi người, anh ta mặc quân phục thiếu tá đi giày chiến đấu. Bước từng bước một tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Nghiêm. Chào. Giọng nói cao vang. Tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà, thuộc chiến khu Đông Nguyên Hoa Quốc, thiếu tá Hàn Lợi Dân dẫn theo 10.000 binh lính của quân khu, đợi lệnh của chủ soái Tiêu. Chương 173, đánh thắng tao. Mọi người chết lặng, chủ soái Tiêu. Hiệu lệnh của chủ soái. Chủ soái Tiêu là sao chứ? Là Tiêu Chính Văn hả? Trò đùa phải không? Lúc này, tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Tu Hà thiếu tá Hàn Lợi Dân của chiến khu Đông Nguyên chịu sự quản lý của Hoa Quốc, đang nghiêm người kính chào một tên lính giải ngũ, một tên tàn dư của nhà họ Tiêu ư. Quả là chuyện không thể tin được. Hơn nữa, theo tiếng nói vang dội của Hàn Lợi Dân, anh ta dẫn theo 100 binh lính đặc chủng trong rừng được tuyển chọn kỹ càng từ sở chỉ huy quân đội Tu Hà và tất cả đang tập trung trước mặt Tiêu Chính Văn, súng đặt ngang trước ngực. Đồng thanh hô lớn, xin nghe theo lệnh của chủ soái Tiêu. Tiếng hô lớn này như xen lẫn ý chí chiến đấu tàn khốc xông lên tận trời xanh, khiến tầng mây bị chấn động. Những người đại diện của các doanh nghiệp và các gia tộc giàu có hạng nhất Tu Hà đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Chuyện này có nhầm lẫn gì không? Thiếu tá Hàn Lợi Dân mới gọi cậu ta là gì cơ? Chủ soái Tiêu, cậu ta là nguyên soái ư? Chắc chắn là tôi ù tai rồi. Nhất định là vậy. Không phải cậu ta chỉ là con chó hoang nhà họ Tiêu thôi sao? Không phải chỉ là tên vô dụng ở rể nhà họ Khương à? Trời ơi,
Rốt cuộc đây là thật hả? Tên Tiêu Chính Văn này là nguyên soái thật sao? Cả nhóm người đều sững sờ, nhao nhao bàn tán. Lúc này, cả nhà Khương Thái Sương và Khương Văn Kỳ đang lẩn trong đám người cũng há hốc mồm kinh ngạc. Điên rồi, điên cả rồi. Tất cả ấn tượng của họ về Tiêu Chính Văn đều bị lật đổ cả rồi. Rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang, là một tên vô dụng. Bố, tên Hàn Lợi Dân này bị điên rồi à? Sao lại làm như vậy? Khương Mỹ Nghiên chớp chớp mắt, lộ vẻ kinh sợ. Khương Văn Kỳ cũng không khá hơn là bao, ông ta há hốc mồm, chết đứng nhìn chằm chằm hình bóng Tiêu Chính Văn ở đằng xa. Bố không biết, chúng ta nói nhỏ thôi, về nhà bàn bạc tiếp, Khương Văn Kỳ thì thầm. Lúc này, trong hố đất, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần đang bị chôn đã thấm đẫm nước mắt, lúc thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện trước mặt, bọn họ còn không ngừng chửi bới, trách móc anh. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến ba người họ. Bọn họ cho rằng, đời này họ khó mà móc nối quan hệ được với thiếu tá Hàn Lợi Dân, vậy mà anh ta lại cung kính hành lễ với tên vô dụng Tiêu Chính Văn. Việc này khiến ba người họ sững sờ chết lặng. Khương Học Bác, có phải mắt em hoa rồi không? Có phải chúng ta bị chôn chết rồi? Mấy thứ chúng ta đang thấy đều là giả cả phải không? Từ Phân chừng to mắt muốn nhìn cho kỹ, dựng tai lên muốn nghe cho rõ. Nhưng vì người dính đầy đất, lỗ tai cũng bị lấp đầy, lại có bóng dáng lờ mờ trước mắt, do đó Từ Phân không tin chắc là bản thân có hoa mắt hay không. Khương Học Bác cũng hoảng hốt và kinh sợ, nói lắp có lẽ là thật đó. Mà lúc này, trên sân khấu, Khương Vi Nhan đang bị trói bởi xích chó, đôi mắt vô thần của cô lại lóe lên tia kinh ngạc. Cô không dám tin cảnh trước mắt mình, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Chủ soái Tiêu, chuyện gì đây? Rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai? Trong phút chốc, tất cả mọi chuyện, mọi sự trùng hợp như lóe lên trước mắt cô. Lúc này, Ninh Dương ở bên cạnh nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt hung ác. Hàn Lợi Dân, anh điên rồi, anh biết mình đang làm gì không hả? Chủ soái Tiêu gì cơ chứ? Hắn chỉ là tàn dư của nhà họ Tiêu bị tiêu diệt 5 năm về trước thôi mà. Ninh Dương chỉ vào Hàn Lợi Dân rồi gào lên giận dữ, sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Đanh mặt hỏi, rốt cuộc mày là ai? Cộp! Tiêu Chính Văn bước ra trước, giọng vang như sấm, khí thế ngút trời, mang theo sự bá đạo của triệu con mãnh hổ, trầm giọng nói anh không có tư cách để biết thân phận của tôi. Tối nay, nơi này sẽ trở thành địa ngục trần gian vì hành động của các người đối với vợ tôi. Ninh Dương, mạng của anh là của tôi. Ha ha ha! Ninh Dương hét lên, trong mắt chứa đầy sát ý. Anh ta căm phẫn vươn tay chỉ vào Hàn Lợi Dân và Tiêu Chính Văn đang ở dưới sân khấu, cười dữ tợn, tao hiểu rồi. Đây là màn diễn kịch của mày và Hàn Lợi Dân, chủ soái Tiêu gì chứ, vốn dĩ Hoa Quốc không có nhân vật này. Bọn mày muốn mượn tên tuổi không có thực để hù dọa tao sao? Thế thì bọn mày sai rồi, Ninh Dương tao là người chịu sự quản lý của trụ sở chính chiến khu Đông Nguyên của Hoa Quốc. Cấp trên trực tiếp của tao là Tiêu Giao Vương, Từ Kiêu Long. Đó là nhân vật cấp chiến thần, chỉ dựa vào hai người bọn mày mà muốn dùng tên tuổi không có thực để dọa tao sao? Lời này của Ninh Dương đã đánh tan những hoài nghi và lo lắng của mọi người. Thì ra chỉ là màn kịch tự biên tự diễn. Hóa ra là vậy, chỉ là diễn kịch, quả nhiên vô dụng vẫn là vô dụng. Con chó hoang mãi vẫn chỉ là chó hoang, tên Hàn Lợi Dân này cũng hồ đồ quá đi, vậy mà lại diễn cùng với tên vô dụng như này, xem ra anh ta già rồi. Không hợp giữ chức tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà nữa rồi. Thật là vô dụng, tên này khiến người khác chán ghét quá. Mọi người thở phào, dùng từ ngữ sắc bén chửi rủa nhục mạ, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Suy cho cùng, Hàn Lợi Dân cũng là thiếu tá. Khương Vi Nhan vốn rất kích động, nhưng nghe thấy Ninh Dương nói vậy, cô chợt bình tĩnh lại, đôi mắt to rưng rưng nước mắt, nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi đan xen lẫn nhau. Diễn kịch ư? Không phải, bố cháu không hề diễn kịch, bố cháu rất lợi hại. Bố cháu là nguyên soái, là chủ soái Bắc Lương. Bố từng kể cho Na Na nghe, bố là đại nguyên soái, là anh hùng vĩ đại. Bố có 300.000 người dưới quyền, đều là anh trai của Na Na. Na Na đang ở trong lòng Khương Vi Nhan bỗng vùng vẫy hét lên. Đôi mắt chân thật đó ngơ ngác nhìn mọi người. Sau đó, mọi người cười ầm lên. Ha ha ha. Đứa con hoang đó nói gì vậy? Bố nó là chủ soái của Bắc Lương sao?
nếu Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương, vậy tôi sẽ tự sát. Không ngờ tên Tiêu Chính Văn đã không có tài cán gì, còn lừa cả con gái mình. Nghe thấy mấy lời này, Nana thấy ấm ức, bĩu môi, buồn bã nói nhỏ, mẹ ơi, Nana không nói dối, bố rất lợi hại, bố nói bố là chủ soái Bắc Lương, sau này muốn dắt Nana ngồi xe tăng, ngồi máy bay, cưỡi ngựa lớn. Khương Vi Nhan ôm Nana, lau những giọt nước mắt ấm ức nơi khóe mắt cô bé, nói, được, mẹ tin lời Nana nói là thật. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt tràn đầy hy vọng, rồi hét lớn, Tiêu Chính Văn, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải cứu Nana, cứu con gái của chúng ta. Khóe mắt Tiêu Chính Văn cũng xuất hiện những giọt nước mắt, vô cùng kiên định. Trong lòng anh đầy dẫy những cảm xúc tự trách và căm phẫn, hận không thể giết Ninh Dương đang trên sân khấu và đám người nhà họ Ninh ngay lập tức. Hàn Lợi Dân sau khi nghe Ninh Dương nói vậy cũng bất lực. Cùng lúc đó, anh ta được trải nghiệm toàn bộ sát khí hừng hực trên người Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Loại sát khí này khiến Hàn Lợi Dân dùng mình, đôi chân không khỏi run lẩy bẩy. Quá đáng sợ! Tựa như sát thần đẫm máu bước ra từ hàng vạn đại quân. Hàn Lợi Dân biết rằng, tối nay, nhà họ Ninh xong đời rồi. Ninh Dương cũng xong rồi. Trên sân khấu, Ninh Dương nhìn Tiêu Chính Văn ở bên dưới với sát khí ngút trời, anh ta bỗng cởi chiếc mũ lính xuống, mở khuy áo của bộ quân trang, đưa tay gỡ áo vứt lên trên không, sắc xanh quân đội đung đưa rớt vào tay của bảo vệ đang đứng một bên. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn sân khấu trông vô cùng chói mắt. Ninh Dương vặn cổ, ngoắc tay với Tiêu Chính Văn đang đứng dưới sân khấu, làm động tác khiêu chiến, nói, nghe nói mày là lính giải ngũ, thế chúng ta dùng cách của binh lính để giải quyết đi. Lên đây, đánh thắng tao, mày có thể dắt vợ con mày đi. Nếu thua thì để cái mạng mày lại. Chương 174, Binh Vương 4 sao. Ngông cuồng, kiêu ngạo. Giờ phút này, cả người Ninh Dương tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng, tất cả mọi người đều khiếp sợ, mắt không dám nhìn thẳng vào anh ta. Đây chính là Ninh Dương ư. Đáng sợ quá. Chẳng trách trẻ tuổi như vậy mà đã được thăng chức thiếu tá. Khí thế và tư thế oai hùng này đúng là tiền đồ vô lượng. Có vẻ như trong lòng tất cả mọi người đều biết rằng đêm nay Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Bởi vì người mà anh phải đối mặt là Ninh Dương một vị thiếu tá. Càng đáng sợ hơn, Ninh Dương một nhân vật cấp binh vương. Không sai. Ninh Dương là quân nhân trực thuộc Tổng Bộ Chỉ huy Sư binh Đoàn quân khu 4, Chiến khu Đông Nguyên. Chiến khu Đông Nguyên tổng cộng có tất cả 500.000 binh lính, là chiến khu lớn nhất của Hoa Quốc, binh lực nhiều nhất, vũ khí trang bị hoàn hảo nhất, cũng là khu vực rộng lớn nhất. Nhưng nếu như đối đầu với 300.000 người đàn ông quanh năm chiến đấu bảo vệ quốc thổ ở Bắc Lương, thì 500.000 binh lính của chiến khu Đông Nguyên không thể so sánh nổi. Bởi 500.000 binh lính chiến khu Đông Nguyên chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chưa trải qua thử thách máu chảy, thiếu kinh nghiệm và tính hoang dã trên chiến trường. Mà 300.000 đàn ông Bắc Lương lại được tôi luyện từ chiến trường thực sự. Mỗi một binh lính đều đã trải qua sự tàn khốc của ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếm trải sự tàn khốc của chiến trường Bắc Lương. Vậy nên, 300.000 người đàn ông Bắc Lương mới là đội quân mạnh nhất Hoa Quốc. Chiến khu Bắc Lương cũng là chiến khu lớn mạnh nhất của Hoa Quốc. Mà chủ soái của Bắc Lương lại là người đứng đầu trong 5 vị chủ soái của Hoa Quốc, là chủ soái mạnh nhất Hoa Quốc. Là một chủ soái cấp 5 sao. Nhưng lúc này, Ninh Dương không hề biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh toát, sát khí trên người đều được che đậy, nhìn Ninh Dương đang kiêu ngạo hống hách đứng trên sân khấu, anh lắc đầu nói anh không phải là đối thủ của tôi. Xì sao? Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Chết tiệt, không phải chứ? Tiêu Chính Văn lại dám nói ra câu này. Thiếu tá Ninh Dương không phải đối thủ của anh ta sao? Chắc anh ta điên rồi. Thiếu tá Ninh Dương là binh vương cấp 4 sao của chiến khu Đông Nguyên đấy. Thằng nhãi này chết chắc rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một tên không có thực lực lại dám khinh thường một vị binh vương cấp 4 sao như vậy. Mọi người lập tức vỡ òa bởi câu nói của Tiêu Chính Văn. Cảnh giới võ thuật của binh vương và trên binh vương đều thuộc cấp sao. Một sao chính là tiêu chuẩn của một binh vương. Càng nhiều sao thì địa vị và thế lực của người đó càng cao. Trước mắt, cả Cửu Châu Hoa Hạ, binh vương cao nhất mới chỉ có 4 sao. Bởi việc muốn đạt được quân hiệu binh vương còn khó hơn lên trời.
Minh vương của cả năm chiến khu lớn thuộc Cửu Châu Hoa Quốc cũng chỉ có chưa đến 100 người, xuất thân từ các binh chủng không giống nhau. Mỗi người đều là một vị tướng tài ba. Căn cứ vào bảng danh sách sức chiến đấu nội bộ của Hoa Quốc, Ninh Dương, 27 tuổi, sức chiến đấu đã đạt tới binh vương cấp 4 sao. Chính là binh vương cấp 4 sao trẻ nhất hiện nay của Hoa Quốc. Là người có hy vọng nhất cho vị trí quân vương, thậm chí là chiến thần, hay cao hơn nữa là mầm giống tốt cho vị trí tướng soái. Thành tựu như vậy đủ để trấn áp chiến bộ Hoa Quốc. 27 tuổi đã trở thành binh vương cấp 4 sao. Đây đã là vinh quang kinh thiên động địa lắm rồi, là sự tồn tại cao nhất trong số các binh vương. Sức chiến đấu đã vượt xa người thường, còn vượt xa cả binh lính bình thường và lính đặc chủng. Trong số lính đặc chủng của Hoa Quốc, lợi hại nhất, thực lực cũng chỉ tới binh vương cấp 3 sao. Một khi đã vượt qua được cuộc khảo sát thử thách của hệ thống, thực lực đạt tới binh vương cấp 4 sao thì nhất định sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chiến bộ Hoa Quốc trong tương lai. Bởi vì chỉ có những người này, mới có tư cách tiếp nhận thêm những huấn luyện nghiêm khắc hơn, để đạt được sức mạnh lớn hơn, bước vào hàng ngũ quân vương. Trở thành quân vương thống lĩnh một quân khu với 50.000 binh lính. Mà trên quân vương là chiến thần, có thể thống lĩnh 100.000 binh lính. Trên chiến thần là sự tồn tại đỉnh cao của thế giới thực lực, nhân vật cấp chủ soái. Nhân vật như vậy đều là những tồn tại bất khả chiến bại, thống trị một phương, không có đối thủ. Đứng sừng sững trên đỉnh của thế giới. Giao đấu với bọn họ thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, Ninh Dương chẳng là cái thá gì. Đối mặt với sự khinh thường và giễu cợt của mọi người, miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một nụ cười nhạt, anh nhướng mày, nhìn Ninh Dương trên sân khấu với ánh mắt lãnh đạm. Lúc này Ninh Dương đang kiềm chế cơn giận, đôi mắt đằng đằng sát khí, đột nhiên anh ta tiến lên phía trước mấy bước, dẫm mạnh xuống đất rồi nhảy lên không trung, giơ cao hai chân, uốn cong như ống thép lao về phía Tiêu Chính Văn ở dưới sân khấu. Anh ta ra đòn như vậy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt choáng váng. Tốc độ nhanh không thể tả. Thậm chí, chỉ trong nháy mắt, chân của Ninh Dương đã cứng như thanh thép bổ xuống đầu Tiêu Chính Văn. Dầm. Nhiều người không chịu được nữa, nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn cảnh tượng tiếp theo. Đối mặt với một vị binh vương cấp 4 sao, với lực chiến đấu nằm trong bảng xếp hạng của chiến bộ Hoa Quốc, thì bất kể là ai, bị cú đá này đá chúng đều sẽ chết chắc. Thậm chí, có người đã nghĩ tới viễn cảnh tiếp đó, Tiêu Chính Văn bị một cước của Ninh Dương đá bay đầu, chết ngay tại chỗ. Cho dù không chết, đối mặt với sức lực như vậy thì cổ cũng sẽ bị tổn thương, trở thành người thực vật. Ha ha, anh ta chết chắc rồi. Thiếu tá Ninh Dương, một vị binh vương cấp 4 sao ra tay thì khó mà sống nổi. Đáng sợ thật, đây chính là thực lực của Ninh Dương sao? Chả trách lại được chiến khu Đông Nguyên coi trọng như vậy. Bản lĩnh và thực lực như này thì dù đối đầu với 100 binh lính cũng chẳng e sợ. Không ít người tỏ vẻ kinh ngạc, miệng không ngừng khen ngợi võ thuật của Ninh Dương. Trái với Ninh Dương, Tiêu Chính Văn trong mắt bọn họ chỉ là tên rác rưởi. Khương Mỹ Nghiên nhìn thấy Ninh Dương ra tay với Tiêu Chính Văn liền nở nụ cười điên cuồng, hung tợn nói, hừ. Chó hoang chính là chó hoang, còn mơ tưởng so tài cao thấp với thiếu tá Ninh Dương. Đúng là tự tìm đường chết. Khương Văn Kỳ phụ họa theo, giờ có giãy giụa cũng vô dụng thôi. Hy vọng sau này nhà họ Ninh sẽ không vì chuyện này mà thù ghét nhà họ Khương, trong hố sâu, vẻ mặt của Từ Phân cũng xám như cho tàn. Lỡ như Tiêu Chính Văn chết đi thì cả nhà bà ta cũng phải chết. Chính Văn, cẩn thận. Khương Vi Nhan thấy Ninh Dương ra tay, trong lòng căng thẳng, vẻ mặt hốt hoảng, quỳ rạp xuống đất muốn xông ra ngoài nhưng xích sắt trên cổ vang lên tiếng leng keng rồi kéo cô trở lại. Khương Vi Nhan đau đớn, hai tay ôm lấy cổ bị dây xích cứa vào đến mức chảy máu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang bị Ninh Dương tung cú đá. Khoảnh khắc đó, tim của cô như ngừng đập. Na Na càng hoảng sợ, hai tay cô bé dang rộng không ngừng vẫy về phía Tiêu Chính Văn, dùng hết sức gào lên, bố. Cẩn thận, hu hu hu, mà bên này, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh, sững sờ hóa đá tại chỗ. Âm thanh chấn động vang lên tựa như sấm rền khiến mọi người cũng cảm thấy đau màng nhĩ. Trước mặt bọn họ xảy ra một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể tưởng tượng và giải thích nổi.
Cú đá của Ninh Dương bị Tiêu Chính Văn dùng tay giữ lấy vững vàng giữa không trung với khuôn mặt lạnh lùng như tu la bước ra từ địa ngục. Ngay cả cánh tay cũng không mảy may động đậy, cứ như thể cánh tay đó là một tấm sắt. Thậm chí khoảnh khắc khi cả hai va chạm, không khí xung quanh đều chấn động. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí, tựa như lốc xoáy hướng thẳng lên trời. Dám ra tay với tôi thì kết cục của anh chỉ có chết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 175, cơn giận của tôi, anh không có cách nào chịu đựng nổi mọi người chết lặng. Không ai dám tin vào cảnh tượng này. Ninh Dương là binh vương cấp 4 sao, kỹ năng và sức mạnh đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi bộ chiến đấu Hoa Quốc. Không khoa trương khi nói một chân của Ninh Dương hoàn toàn có thể đập tan một tảng đá. Nhưng kết cục ở trước mắt. Tiêu Chính Văn đứng yên tại chỗ, thậm chí chỉ cần nâng một cánh tay lên, đã có thể dễ dàng chặn được cú đá của Ninh Dương. Soạt! Mọi người đều sững sờ, há hốc miệng kinh ngạc, thật quá kinh khủng. Tên vô dụng, con chó hoang trong mắt họ lại, có thể đỡ được đòn của Ninh Dương. Người kinh ngạc nhất chính là Ninh Dương. Lúc này, anh ta trợn tròn mắt, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Đòn này của anh ta lại không hề gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào cho Tiêu Chính Văn. Không, nói chính xác hơn là, hoàn toàn tấn công vô ích. Chiêu thức này của anh ta đã bị đối phương nhìn thấu. Vì vậy, đối phương mới có thể dễ dàng chặn đòn như vậy. Không chỉ vậy, còn có một kết luận khiến Ninh Dương cả người run rẩy, lông tơ dựng đứng, đó chính là thực lực của Tiêu Chính Văn còn vượt xa anh ta. Ninh Dương lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Tiêu Chính Văn, sắc mặt lạnh băng, căng thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, mày, thật sự có thể chặn được đòn của tao. Mày không phải là một lính giải ngũ bình thường, sức mạnh của mày ít nhất cũng bằng của tao. Mày cũng là binh vương cấp 4 sao ư, thậm chí mày còn có thể là quân vương. Tiêu Chính Văn, rốt cuộc mày là ai? Sao lại có sức mạnh như vậy? Lần này, trong đầu Ninh Dương xuất hiện hàng nghìn khả năng, thậm chí còn mơ hồ đoán được Tiêu Chính Văn là một vị quân vương. Quân vương, đó là con át chủ bài của cả ba quân. Không phải binh vương nào cũng có thể so sánh với nhân vật này. Nhân vật này được chọn ra từ mười mấy binh vương của ba quân. Nhưng, không phải vậy chứ? Tiêu Chính Văn chẳng phải là con chó hoang nhà họ Tiêu sao? Sao lại có thực lực như vậy? Cho dù nhập ngũ 5 năm thì cũng không thể đạt được thực lực như vậy trong thời gian ngắn ngủi đó được. Lúc Ninh Dương đang nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đã bước lên, đi từng bước về phía Ninh Dương, sát khí trên người như một thanh kiếm sắc bén, quét sạch không khí xung quanh. Mỗi bước đi, Tiêu Chính Văn đều nói một câu, giống như hồi chuông báo tử của thần chết. Thân phận của tôi, anh không đủ tư cách để biết. Minh vương cấp 4 sao rất mạnh à. Trong mắt tôi, chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Ninh Dương, nếu anh chỉ có chút thực lực như vậy thì cơn phẫn nộ tiếp theo đây của tôi anh không chịu nổi đâu. Ầm ầm ầm. Sát khí trên người Tiêu Chính Văn giờ đây đã hoàn toàn phóng thích, chấn động cả bầu trời, kéo cả mưa gió ập đến trong trang viên nhà họ Ninh. Toàn bộ bầu trời đêm đen kịt bị luồng sát khí của Tiêu Chính Văn xé nát thành từng mảnh. Ninh Dương nhìn Tiêu Chính Văn đang từng bước đi về phía mình, ánh mắt lạnh lùng, tức giận gầm lên, Tiêu Chính Văn. Mày thật ngông cuồng, mày tưởng mình là ai chứ? Tao là binh vương cấp 4 sao đấy? Mày chết đi, rầm. Hai chân Ninh Dương dậm mạnh trên mặt đất, cả người nghiêng về phía trước, giống như một mũi tên sắc bén bắn ra, mang theo sức mạnh lớn, đấm vào ngực Tiêu Chính Văn. Cú đấm này ai cũng có thể nhìn ra được nếu là người bình thường, cho dù là lính đặc chủng thì khi đối mặt với cú đấm này, nhất định cũng sẽ bị đấm vỡ tim mà chết. Nhưng, cú đấm này của Ninh Dương dừng lại khi chỉ cách Tiêu Chính Văn một khoảng ngắn. Trước sự kinh hãi của mọi người, động tác của Tiêu Chính Văn càng nhanh hơn, đá thẳng vào ngực và bụng của Ninh Dương. Hừ, hai mắt Ninh Dương trợn ngược, trong mắt lập tức đỏ ngầu như sắp trào ra khỏi hốc mắt. Phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Sau đó, cả người bay ngược về phía sau, giống như một quả pháo nổ tung, vạch ra một vòng cung trên không trung, bay thẳng xuống khán đài phía sau sân khấu. Tiếp theo, đèn trên khán đài dưới sân khấu đổ ập xuống, phát ra âm thanh ầm ầm, tóe ra tia lửa điện, rơi lên người Ninh Dương. Trong chốc lát, toàn thể mọi người chết lặng. Tất cả đều hóa đá, trợn tròn mắt há hốc mồm, đứng yên bất động. Khoảnh khắc đó,
dường như thời gian và không gian đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều không dám hít thở, chỉ sợ tiếng thở của mình sẽ gây ra họa diệt thân. Sau đó, trong tầm mắt của mọi người, Tiêu Chính Văn bước từng bước mạnh mẽ về phía sân khấu. Lúc này, bốn hàng binh lính cầm súng trước mặt đã toát hết mồ hôi hột, ngay cả tay cầm súng cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Người đàn ông trước mắt thật đáng sợ. Ngay cả binh vương cấp 4 sao cũng bị đá bay. Không được đến gần, nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng. Dừng lại, lập tức dừng lại. Cảnh cáo cuối cùng, nếu không sẽ bắn, đám binh lính giận dữ quát lớn để củng cố lòng can đảm của mình. Nhưng những binh lính do Hàn Lợi Dân dẫn tới lại lập tức lao tới đối đầu với bọn họ. Bọn họ mở đường phía trước cho Tiêu Chính Văn, tạo thành hình mũi kiếm. Binh lính của Ninh Dương lần lượt né tránh, kéo dài khoảng cách, tạo thế đối đầu. Còn Tiêu Chính Văn nhảy bật lên, tiếp đất một cách vững vàng trên sân khấu, nhìn Ninh Kỳ Nhi chết lặng trước mặt. Ngay lúc đó, luồng gió mạnh thổi vào. Toàn thân Ninh Kỳ Nhi run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn cao lớn trước mắt, giống như quỷ thần. Một vầng trăng máu treo trên bầu trời phía sau Tiêu Chính Văn, không khí tràn ngập sự đáng sợ. Bịch! Cuối cùng Ninh Kỳ Nhi cũng không chịu nổi sát khí trên người Tiêu Chính Văn nữa, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, đến lông mi cũng lay động. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Ninh Kỳ Nhi đang quỳ trên mặt đất, đi qua người cô ta, từng bước đi về phía Khương Vi Nhan và Nana đang bị xích cổ. Hai tên binh lính đang cầm dây xích còn muốn tấn công Tiêu Chính Văn, nhưng trong tích tắc, Tiêu Chính Văn đã đá chúng ngã phịch xuống đất, ngực và bụng bê bết máu, chết ngay lập tức. Sau đó, dưới ánh đèn sân khấu, Tiêu Chính Văn từ từ quỳ một gối, nhẹ nhàng đưa tay cởi xích sắt trên cổ Khương Vi Nhan và Nana. Sợi xích sắt dính đầy máu, chiếc cổ mỏng manh của Khương Vu Nhan và Nana bị cứa đến chảy máu. Nhìn vết thương trên cổ hai mẹ con, cơn phẫn nộ trong lòng Tiêu Chính Văn đã bùng cháy đến cùng cực. Xin lỗi, anh đến muộn rồi, Tiêu Chính Văn tự trách nói, nước mắt chảy dài. Là một người đàn ông, anh vốn không nên khóc. Nhưng Khương Vi Nhan và Nana là vợ và con gái của anh. Mặt Khương Vi Nhan đầy vết thương, dưới ánh đèn sân khấu, cô nâng bàn tay đẫm máu lên, nhẹ nhàng chạm vào má Tiêu Chính Văn, vẻ mặt cảm động, rơi nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Là anh, lại một lần nữa như một vị thần, xuất hiện trước mặt cô vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Chính Văn, sao anh lại quay về, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em với Nana phải làm sao đây? Hu hu hu. Sao anh lại quay về chứ? Khương Vi Nhan ôm mặt khóc, lúc này tất cả cảm xúc của cô đã biến thành những giọt nước mắt rơi xuống. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng, nghiêm túc nói, anh phải trở về, bởi vì em là ánh sáng của đời anh, không có em thì sẽ không có Tiêu Chính Văn này. Trên đời này, ai dám động vào em và Nana, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả cái giá đau đớn nhất, bao gồm cả mạng sống. Khương Vi Nhan nhướng mày, mắt đầy nước mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Nana lao vào lòng Tiêu Chính Văn, khóc lớn, bố ơi, hu hu hu, Nana nhớ bố quá, Nana tưởng không bao giờ được gặp lại bố nữa. Bọn họ là người xấu, bọn họ bắt nạt mẹ và con, hu hu hu, Tiêu Chính Văn giang tay ôm Nana, dưới ánh đèn trên sân khấu, cảnh một gia đình ba người đoàn tụ khiến mọi người đều xúc động. Nhưng lúc này, khán đài sân khấu đổ vỡ đột nhiên bị nâng lên. Một bóng người đầy vết thương và máu từ phía dưới đứng lên. Thở hổn hển, ôm ngực và bụng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào gia đình ba người Tiêu Chính Văn trên sân khấu, gầm lên tất cả nghe lệnh. Giết ba người bọn họ cho tôi. Chương 176, cờ của vua Bắc Lương. Ninh Dương nổi giận. Anh ta là binh vương cấp 4 sao vậy mà lại bị làm bị thương nặng chỉ với một cú đá. Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là một người lính giải ngũ bình thường. Ít nhất thực lực của anh cũng là binh vương cấp 4 sao. Với thực lực như vậy thì thấp nhất cũng là cấp bậc thiếu tá ở Hoa Quốc. Thiếu tá, ngang hàng với Ninh Dương. Anh ta không cho phép xuất hiện thiếu tá thứ ba ở mảnh đất Tu Hà. Càng không cho phép, một người có khả năng là thiếu tá trở thành kẻ thù của mình. Phải bóp chết. Do đó, trong nháy mắt, Ninh Dương đã ra lệnh. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, trong ngoài trang viên nhà họ Ninh, 3.000 cận vệ do Ninh Dương đưa đến lập tức xuất hiện trong màn đêm. Tựa như thủy triều đen kịt, ào ào tiến vào từ cổng trang viên nhà họ Ninh. Bụp bụp bụp. Trong phút chốc, 3.000 cận vệ mang theo súng đã tập hợp đông đủ, phong tỏa hoàn toàn trang viên nhà họ Ninh.
Lúc này tất cả quan khách đến dự tiệc đều hoảng hốt sợ hãi khi nhìn thấy binh lính cầm súng liên tục chạy qua chạy lại trước mặt. Điều đáng sợ hơn là đám binh lính ngoài cùng đều chĩa súng về phía họ, toàn thân toát ra sát khí lạnh toát. Đừng nhầm vào chúng tôi là bạn của thiếu tá Ninh Dương, chúng tôi đến đây để dự tiệc mà. Sao có thể như vậy chứ? Thiếu tá Ninh Dương, sao anh lại làm vậy? Xong rồi, xong rồi. Đều tại Tiêu Chính Văn, chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Nhất thời, mấy trăm khách mời đều hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn bị đám binh lính bên ngoài ép vào góc sâu nhất trong trang viên. Ngồi xuống. Tất cả cúi đầu ngồi xổm xuống. Đám binh lính phẫn nộ gào lên, một vài người không nghe lời còn bị bọn chúng dùng báng súng đánh gục, máu me đầm đìa, ngã nhào vào trong đám người, kêu rên thảm thiết. Ở bên kia, đám binh lính đông đảo mang theo súng đã bảo vệ xung quanh Ninh Dương, binh lính phía trước còn có tấm bia chống đạn. Lúc này xung quanh sân khấu đều là binh lính mặc đồng phục chiến đấu màu đen. Tất cả súng của bọn chúng đều chĩa về phía ba người Tiêu Chính Văn trên sân khấu. Ngay cả những người do Hàn Lợi Dân đưa đến cũng bị bao vây hoàn toàn. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng đã bùng cháy đến cực điểm. Ninh Dương bước ra khỏi vòng bảo vệ với vẻ mặt hung tợn, liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang dửng dưng trước mặt, rồi gào lên, Tiêu Chính Văn, hóa ra là tao đã đánh giá thấp mày rồi. Không ngờ mày lại có thực lực như vậy, quả nhiên mày không phải là lính giải ngũ bình thường. Nhưng vậy thì đã sao? Ở đây, tao có 3.000 cận vệ, đủ để san bằng mọi thứ. Cho dù Tiêu Chính Văn mày có 3 đầu 6 tay thì cũng sẽ trở thành một linh hồn chết dưới họng súng thôi. Theo tiếng gào thét của Ninh Dương, 3.000 cận vệ đồng loạt thực hiện động tác lên đạn chuẩn bị bóp cò một cách ngay ngắn và có trật tự. Bầu không khí ở hiện trường bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Khương Vi Nhan và Na Na càng thêm sợ hãi, núp sau lưng Tiêu Chính Văn. Chính Văn, đời này Khương Vi Nhan em chưa từng làm chuyện gì táo bạo, nhưng đêm nay, nếu chúng ta không thể sống sót ra ngoài thì em sẵn sàng chết cùng anh và Na Na. Đột nhiên, Khương Vi Nhan nghiêm túc nói, cô ôm Na Na đang mơ màng ngái ngủ trên tay. Cuối cùng, Na Na cũng không chịu đựng được nữa. Tiêu Chính Văn nhìn nghiêng, vươn tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt Khương Vi Nhan, nói em yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết đâu. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay lại, lạnh lùng nói, Hàn Lợi Dân, anh còn định đợi đến khi nào nữa? Nghe vậy, Hàn Lợi Dân lập tức lấy ra một tập tài liệu của Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên, giơ cao trong tay và gào lên, Ninh Dương. Đây là tài liệu do Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên trực tiếp ban bố. Có chữ ký của 7 vị tướng chiến khu và chủ soái từ Kiêu Long cùng con dấu. Từ giờ phút này trở đi, bãi bỏ tất cả chức vụ của cậu ở chiến khu Đông Nguyên bao gồm cấp bậc thiếu tá. Nếu cậu không tuân lệnh và không hạ vũ khí của mình xuống thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Còn những binh lính đi theo Ninh Dương sẽ bị tước vũ trang ngay tại chỗ, bỏ vũ khí xuống, đợi đưa đi thẩm tra, nếu vi phạm quân lệnh, giết không tha. Tiếng hô lớn của Hàn Lợi Dân vang vọng khắp trang viên nhà họ Ninh. 3.000 cận vệ của Ninh Dương bắt đầu dao động, khẩu súng trong tay chậm rãi buông xuống. Ninh Dương đứng trên sân khấu, nhìn đống tài liệu giơ cao trong tay Hàn Lợi Dân, tức giận gào ầm lên, Hàn Lợi Dân. Anh nói năng bậy bạ, làm loạn lòng quân, tài liệu của Tổng Bộ Chiến khu gì chứ, đều là giả. Mọi người nghe rõ đây, tài liệu trong tay Hàn Lợi Dân là giả. Cầm súng lên cho tôi. Ninh Dương, cậu thật hỗn láo, cậu vi phạm quân lệnh phải bị xử bắn. Tài liệu trong tay tôi tuyệt đối là thật, cậu đừng khăng khăng làm theo ý mình nữa. Đừng chống cự vô ích. Hàn Lợi Dân vô cùng tức giận, hét lên với Ninh Dương. Đồng thời, anh ta cũng nói thêm, Ninh Dương, cậu nhìn cho kỹ đi, xung quanh là gì? Hàn Lợi Dân vừa dứt lời, bên ngoài trang viên nhà họ Ninh đã đông nghịt người. Tiếng bước chân bụp 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 rền vang khắp trời đất. 10.000 binh lính từ sở chỉ huy quân đội Tu Hà do Hàn Lợi Dân điều động đã đóng quân tại một nơi cách trang viên nhà họ Ninh 1 km. Lúc này, tất cả đều tập hợp lại và bất ngờ bao vây toàn bộ trang viên nhà họ Ninh. Dưới ánh mắt của mọi người, 10.000 binh lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đều được trang bị súng đạn thật, đã bao vây nơi này một cách chỉnh tề và có trật tự. Nhìn xung quanh, trong màn đêm đen, tất cả đều là binh lính với đầy đủ trang thiết bị vũ trang. Họng đại bác của 10 mấy chiếc xe tăng đột nhiên xoay tròn và nhắm vào trang viên nhà họ Ninh.
Mà ở vị trí hàng đầu ngay chính giữa 10.000 binh lính này, có những chiếc xe tuần tra với đèn xanh đỏ lóe sáng, hàng trăm chiếc xếp thành một hàng. Tất cả lính tuần tra lúc này đều đang ngồi xổm sau cửa xe, súng của bọn họ nhắm thẳng vào 3.000 cận vệ trong và ngoài trang viên nhà họ Ninh. Người ở bên trong nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống. Từ bỏ việc kháng cự, chúng tôi thuộc sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Đừng giãy giụa vô ích, nếu không sẽ chỉ còn một con đường chết. Bên ngoài, phụ tá của Hàn Lợi Dân đứng trên một chiếc xe tăng, cầm loa, gào thét trong gió lạnh. Bên trong trang viên, ánh mắt Ninh Dương lóe lên luồng sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm 10.000 binh lính không thấy điểm cuối của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Hàn Lợi Dân, tôi là thiếu tá đấy. Ngồi ngang hàng với anh. Anh dám điều động người đến bao vây tôi sao? Ninh Dương gào lên, anh tưởng rằng chỉ dựa vào 10.000 binh lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà này mà có thể khiến tôi khoanh tay chịu trói à? Người của tôi đều đến từ Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Không giống đám binh lính trẻ con của anh, nhưng Hàn Lợi Dân không trả lời. Mà đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ trang viên nhà họ Ninh khẽ rung chuyển. Ngay sau đó, sân khấu bắt đầu rung lắc mạnh, ánh đèn sân khấu bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Trên mặt đất xung quanh trang viên cũng không ngừng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bên trong và bên ngoài trang viên, bao gồm các công trình xây dựng bàn ghế, đều bị chấn động. Người trong trang viên đều trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặt đất sao lại bắt đầu rung chuyển vậy? Đứng trên sân khấu, khuôn mặt Ninh Dương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đây là động đất sao? Ngay sau đó, trong tầm mắt của anh ta, màn đêm đen phía xa dường như bị xé nát. Anh ta trợn mắt nhìn lá cờ lớn đang tung bay theo gió chợt xuất hiện ở phía xa. Cờ Hắc Kim Long. Bên trên có hai chữ Bắc Lương. Cờ của vua Bắc Lương. Chương 177, chủ soái Bắc Lương có 1020. Sao lại có cờ của vua Bắc Lương ở đây? Thoáng chốc, Ninh Dương run rẩy cả người, mắt trợn tròn. Trong tầm mắt anh ta xuất hiện một biển người màu xanh đậm từ đầu đường đến cuối đường. Đám người kéo dài vô tận bao phủ mặt đất thành một biển dần di màu xanh đậm, đan xen với nhau, chỉnh tề thống nhất. Biển người tràn ra mãnh liệt, ở mỗi cán cờ Bắc Lương đều được canh giữ bởi một đội hình gồm 3.000 người. Đàn ông Bắc Lương nối dài vô tận, hình bóng trong đêm như thanh kiếm sắc bén mang theo sát khí, hoàn toàn lọt vào tầm mắt mọi người, chính là một đại dương xanh. Càng đáng sợ hơn là quân phục của các binh lính Bắc Lương này đều có hình khắc phong tuyết và các vết sẹo do súng đạn gây ra. Đây là dấu ấn tạo ra trên đường đi từ chiến khu Bắc Lương đến Tu Hà. 30.000 người của sư đoàn Hổ Lang cầm cờ Bắc Lương vung lên trời dường như chỉ trong thoáng chốc không thấy được kết cục. Trong tầm mắt của mọi người, không tìm thấy bất kỳ một khoảng trống nào. Bên ngoài trang viên nhà họ Ninh, trong vòng bán kính 3 km, người chật như nêm. Sát khí bay đầy trời xé tan màn đêm. Rốt cuộc, có bao nhiêu người vậy? Binh lính dã chiến này từ đâu đến đây? Sự tàn bạo và sát khí trên người họ khác hoàn toàn với 3.000 cận vệ của nhà họ Ninh và 10.000 binh lính ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà mà Hàn Lợi Dân đưa đến. Trong đầu mọi người bỗng hiện lên ý nghĩ này, đây mới là các binh lính bảo vệ Hoa Quốc. Đây mới là binh lính. Mọi người đều hít sâu một hơi, hoàn toàn ngây ngốc. Ai cũng khiếp sợ toát mồ hôi lạnh. Sư đoàn Hổ Lang 30.000 người. Đứng sừng sững bên ngoài trang viên nhà họ Ninh. Bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ vỡ mật. Ninh Dương bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ hai chân mềm nhũn, run lẩy bẩy, trên trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Anh ta là thiếu tá tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, cũng từng bước vào chiến trận, dĩ nhiên có thể nhìn ra binh lính Bắc Lương trước mặt có đến tận 30.000 người. Hơn nữa điều khiến anh ta khiếp sợ là, 30.000 binh lính Bắc Lương này chính là sư đoàn Hổ Lang hùng mạnh nhất, sư đoàn có lực lượng đột phá nhất trong 300.000 đàn ông Bắc Lương. Là 30.000 người bất bại khiến đại quân hàng triệu người của 8 nước ở trên chiến trường mà nghe tên thôi đã bỏ chạy. Ninh Dương hoảng sợ, anh ta thật sự sợ rồi. Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm trọng, sợ hãi lướt nhìn đám người mặc đồ dần di trước mặt, cuối cùng nhìn Hàn Lợi Dân nghi ngờ hỏi, sao? Sao anh có thể điều được sư đoàn Hổ Lang đến Bắc Lương? Không thể nào, tuyệt đối không thể. 300.000 binh lính Bắc Lương, không có lệnh của chính vua Bắc Lương thì tuyệt đối không thể đi qua phòng tuyến núi số 1 của Bắc Lương.
rốt cuộc anh đã làm gì? Hàn Lợi Dân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Ninh Dương trên bục nói, Ninh Dương, cậu nghĩ tôi có khả năng có thể điều động được sư đoàn hổ lang của Bắc Lương đến đây sao? Câu này khiến Ninh Dương sửng sốt. Nếu không phải là Hàn Lợi Dân thì là ai mà lại có khả năng lớn như vậy? Lẽ nào là tám vị long tướng của Bắc Lương sao? Hay là chủ soái Bắc Lương đích thân đến Tu Hà? Khoan đã! Tiêu Chính Văn! Lúc nãy con gái của Tiêu Chính Văn nói Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương còn bị mọi người cười cợt. Ninh Dương nhướng mày, cực kỳ hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt, vẻ mặt thờ ơ, sát khí ngút trời đó. Ngay tức khắc Ninh Dương khiếp sợ bởi ý nghĩ khủng khiếp của mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương thật thì sao? Tiêu Chính Văn, 30.000 binh lính sư đoàn hổ lang của Bắc Lương này đến vì mày sao? Ninh Dương vẫn đặt câu hỏi. Hỏi xong thần kinh anh ta căng thẳng đến cực độ, cảm giác miệng lưỡi khô đắng. Tiêu Chính Văn hờ hững quay đầu liếc nhìn đám người mặc đồ rằn di, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Sau đó anh quay đầu lại nhìn Ninh Dương hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Không, tuyệt đối, không thể nào. Đây chính là 30.000 binh lính sư đoàn hổ lang của Bắc Lương, là sư đoàn bất bại nổi danh của Hoa Quốc, uy hiếp đại quân hàng triệu người của tám nước. Tuyệt đối không thể đến vì anh được. Rốt cuộc anh là ai? Ninh Dương kích động, giọng cũng bắt đầu run rẩy, hét lớn. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đây dường như cũng là thắc mắc của mọi người. Sư đoàn hổ lang Bắc Lương lại xuất hiện ở Tu Hà, đây là tin tức cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ anh ta là chủ soái Bắc Lương thật sao? Chuyện này, có phải lúc nãy chúng ta nói lời không hay không? Tiêu rồi, chúng ta đã đắc tội với chủ soái Bắc Lương rồi ư? Thế chẳng phải sắp bị khám xét gia tộc rồi à? Trời à, anh ta chẳng phải chỉ là một con chó hoang của nhà họ Tiêu thôi sao? Sao có thể là chủ soái Bắc Lương được, có phải hiểu lầm gì không? Mọi người bắt đầu ồn ào nói, ai cũng vừa kích động vừa lo lắng. Thậm chí có người hoảng sợ tè luôn ra quần, chân mềm nhũn như bún ngồi dạp xuống đất, nghĩ về tương lai của gia tộc mình. Trong đám người, lúc này Khương Thái Sương và cả nhà Khương Văn Kỳ là người kinh ngạc nhất. Họ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang đứng trên sân khấu. Hình dáng của tên vô dụng đó và hình bóng chủ soái mà họ sùng bái không ngừng trùng lên nhau nhưng không thể dung nhập vào thành một người được. Không thể nào. Sao anh ta có thể là chủ soái Bắc Lương được chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là tàn dư của nhà họ Tiêu thôi. Là thằng vô dụng. Khương Mỹ Nghiên kích động nhỏ giọng nói khiến Khương Văn Kỳ bên cạnh lập tức trợn mắt nhìn cô ta, khẽ quát con nói nhỏ thôi. Con muốn liên lụy đến nhà họ Khương sao? Bây giờ thân phận của Tiêu Chính Văn còn mơ hồ, nói cái gì cũng phải nhỏ giọng chút. Khương Thái Sương cũng tỏ vẻ hối hận, dù Tiêu Chính Văn không phải là chủ soái Bắc Lương nhưng anh có thể điều động 30.000 sư đoàn hổ lang Bắc Lương đi qua chiến khu Bắc Lương, vượt qua hơn 1.000 cây số để đến Tu Hà. Như vậy đủ để chứng minh thân phận Tiêu Chính Văn không hề đơn giản. Thằng này rốt cuộc là ai? Là một binh lính giải ngũ đơn giản vậy sao? Mà trong đám người này còn một gia đình nữa cũng rất hoảng hốt, trợn to mắt nhìn Tiêu Chính Văn trên sân khấu. Đó chính là ba người Từ Phân, Khương Thần và Khương Học Bác. Lúc này họ đều sững sờ chết lặng, Từ Phân trợn to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, khẽ nói, anh à, em không nghe nhầm chứ. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương ư, sắc mặt Khương Học Bác đanh lại, không đáp lời. Vì mọi người đều đang đợi câu trả lời từ Tiêu Chính Văn. Bao gồm cả Khương Vi Nhan đang ôm Na Na trên sân khấu. Lúc này cô cũng rất kinh hãi, mở to mắt nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt. Người đàn ông này, bóng lưng quen thuộc này. Anh thật sự là chủ soái Bắc Lương sao? Na Na không nói dối. Hai tay Khương Vi Nhan không khỏi ôm chặt Na Na, vẻ mặt hoảng hốt, tâm trạng phức tạp. Lúc này trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng hững hờ nói, anh, nghĩ tôi là ai? Sát khí toát ra từ cả người anh, lúc này quân phục trên người cực kỳ bắt mắt. Cũng vào lúc này, mọi người mới nhận ra Tiêu Chính Văn mặc quân phục đến đây. Mà trong đám người không biết ai đã thốt lên, cậu ta đang mặc bộ quân phục được đặc chế của Bắc Lương. Cậu ta, đúng thật là chủ soái Bắc Lương à? Chương 178, Chiến thần đích thân đến. Quân phục đặc chế của Bắc Lương.
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào bộ quân phục trên người Tiêu Chính Văn. Mặt trước có một con rồng với 5 bộ móng vuốt, rồng bay lên trời, khí thế hừng hực uy nghiêm mạnh mẽ. Mặt sau có huy hiệu của chiến khu Bắc Lương, được hàng nghìn người ngưỡng mộ và toàn dân yêu mến. Đây là quân phục đặc chế cấp cao của Tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Tiêu Chính Văn lại là lãnh đạo cấp cao của Tổng bộ chiến khu Bắc Lương sao? Anh không đơn giản chỉ là một tên lính đã giải ngũ. Gần như trong tích tắc, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Bởi vì họ đã hiểu ra kẻ thù mà nhà họ Ninh phải đối mặt đêm nay là sự tồn tại như thế nào. Lãnh đạo cấp cao của Tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Vẻ mặt Ninh Dương căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bộ quân phục trên người Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bộ quân phục này của mày là giả. Là giả. 30.000 binh lính sư đoàn Hổ Lang Bắc Lương bên ngoài cũng là giả. Ninh Dương không tin, trong lòng nảy sinh cảm giác kháng cự. Nhưng anh ta càng kháng cự thì nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn. Bởi vì, anh ta biết rõ rằng, sát khí trên người 30.000 binh lính sư đoàn Hổ Lang Bắc Lương đang canh giữ bên ngoài tuyệt đối không phải là giả. Bọn họ thật sự là binh lính. Hơn nữa ở Hoa Quốc, không có người nào dám giả mạo cờ của vua Bắc Lương. Đó là tội chết. Tội chết Chu Di cửu tộc. Cho dù Ninh Dương cố giãy giụa đi chăng nữa thì sự thật vẫn ở ngay trước mắt, anh ta không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Đột nhiên, anh ta cau mày, khuôn mặt dữ tợn, tay bỗng rút ra một khẩu súng từ bên hông chĩa vào Tiêu Chính Văn, hai mắt đỏ ngầu vẻ mặt phẫn nộ gào lên, Tiêu Chính Văn, tao không tin. Tao không tin mày là nhân vật cấp cao của Tổng bộ chiến khu Bắc Lương, nói cho tao biết, rốt cuộc mày là ai. Nếu không, bây giờ tao bắn chết mày. Mọi người ngơ ngác. Tất cả mọi người đều hét lên. Ninh Dương điên rồi. Đối mặt với một nhân vật cấp cao đến từ Tổng bộ chiến khu Bắc Lương, vậy mà anh ta lại dám rút súng, đây là tội chết đấy. Cùng lúc đó, 3.000 cận vệ do Ninh Dương đưa đến đã sớm buông vũ khí xuống với vẻ mặt lo lắng căng thẳng khi nhìn thấy 30.000 binh lính sư đoàn Hổ Lang Bắc Lương tập kết ở bên ngoài trang viên. Bọn họ biết. Nếu như đêm nay bọn họ chống cự thì nhất định sẽ không còn đường sống, thậm chí có thể liên lụy đến người nhà. Cho nên, bọn họ từ bỏ việc kháng cự, ném mũ và áo giáp, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm hoặc ngồi phịch xuống đất. Gần như ngay lập tức, 10.000 binh lính của Hàn Lợi Dân nhanh chóng bước tới, 3 người vây lấy 1 người, toàn bộ đều bị bắt. Mà lúc này, trên sân khấu chỉ còn lại một mình Ninh Dương đang liều chết đấu tranh một lần cuối cùng. Anh ta không cam tâm. Buổi tiệc nhậm chức thiếu tá của mình, vậy mà lại biến thành như thế này. Một con chó hoang nhà họ Tiêu từ đầu đến cuối đều bị anh ta xem thường, thậm chí không thèm nhìn thẳng, vậy mà lại trở mình biến thành lãnh đạo cấp cao của Tổng bộ chiến khu Bắc Lương. Sự thay đổi này khiến tâm lý Ninh Dương mất cân bằng. Nói cho tao biết, rốt cuộc mày là ai? Ninh Dương gầm lên một tiếng, giơ tay bóp cò, băng băng băng. Đột nhiên 3 tiếng súng vang lên trong trang viên nhà họ Ninh. Tiêu Chính Văn, cẩn thận, khoảnh khắc Khương Vi Nhan nhìn thấy Ninh Dương phát điên bắn súng, toàn thân cô hết sức căng thẳng, trợn tròn hai mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc đó Hàn Lợi Dân ở dưới sân khấu cũng kinh hãi trợn tròn mắt, trong đầu chỉ hiện lên 2 chữ, xong rồi. Anh ta tức giận mắng Ninh Dương, cậu điên rồi, anh ấy là, thế nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên. Anh vẫn đứng ở đó không hề bị tổn hại một sợi tóc nào. 3 viên đạn, tất cả đều bắn vào trước chân Tiêu Chính Văn, xuyên qua tấm ván, mạt gỗ bắn văng tung tóe. Ninh Dương tức giận thở hổn hét giống lên, nói, mày là ai? Tiêu Chính Văn nhướng mày, khóe mắt lóe ra luồng sát khí nói, anh là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng dám chĩa súng bắn về phía tôi. Ninh Dương, anh nóng lòng muốn biết tôi là ai đến như vậy. Chẳng phải chứng tỏ anh đã sợ rồi sao? Ninh Dương cau mày, lạnh lùng nói, tao mà sợ ư. Nực cười, từ trước đến nay Ninh Dương tao không bao giờ giết người không rõ danh tính. Tiêu Chính Văn lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, dù tôi là ai thì đêm nay, nhà họ Ninh nhất định phải diệt vong. Nói bậy, mày nói nhà họ Ninh diệt vong thì sẽ bị diệt vong sao? Nhà họ Ninh của tao là bá chủ của Tu Hà. Doanh nghiệp hợp tác với nhà họ Ninh đều là thế gia giàu có hơn 100 doanh nghiệp, Ninh Dương tức giận gào lên, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Vậy sao, vậy bây giờ anh xem lại đi, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói,
khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh toát khiến lòng người run sợ. Đột nhiên, từ cổng lớn, một nhóm gần 40 người mặc vest, đi vào dưới sự bảo vệ của binh lính, bước thẳng về phía trước. Dẫn đầu là Lý Trường Thắng, người giàu nhất Tu Hà. Mà phía sau ông ta, tất cả bọn họ đều là những người đứng đầu của các doanh nghiệp hàng đầu tại Tu Hà và các thế gia giàu có. Lúc này, thậm chí có vài người bước ra từ trong góc, đứng sau lưng Lý Trường Thắng. Cảnh tượng này khiến những người không biết rõ tình hình đều hết sức kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Trường Thắng đang làm gì thế? Lý Trường Thắng liếc nhìn Tiêu Chính Văn trước, sau đó nhìn Ninh Dương với ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, Ninh Dương. Tôi đại diện hơn 50 doanh nghiệp và thế gia ở Tu Hà, bây giờ chính thức tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Ninh. Từ bây giờ trở đi, nhà họ Ninh cũng bị loại bỏ tư cách thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, cũng không nhận được sự ưu ái đặc biệt của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà nữa. Mỗi một câu nói của Lý Trường Thắng đều khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh. Trời ạ, nhà họ Ninh bị đuổi khỏi Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột như vậy? Đám người này đều là ông chủ của những doanh nghiệp đứng đầu Tu Hà và các thế gia giàu có mà, xong rồi. Đêm nay chắc chắn nhà họ Ninh bị hủy diệt rồi. Bỗng chốc, đám người xung quanh hết sức kích động, mặt đối mặt bàn luận sôi nổi. Mà trên sân khấu, Ninh Dương kích động, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt gay gắt, hung ác nhìn Lý Trường Thắng dưới sân khấu, chĩa súng vào ông ta rồi hét lớn, Lý Trường Thắng, ông nói cái gì? Ông nói lại một lần nữa xem. Bỗng chốc, những binh lính đứng trước Lý Trường Thắng lập tức giơ cao lá chắn phòng vệ và súng lên, họng súng đều chĩa về phía Ninh Dương. Áo sơ mi trắng trên người Ninh Dương đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Ninh Dương nhướng mày, nhìn những điểm đỏ trên người, lại liếc nhìn đám cận vệ đã từng đầu quân dưới trướng mình, phát ra tiếng cười bi thảm, rất không cam tâm nói, sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tôi là thiếu tá đấy. Đêm nay là bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của tôi, các người ai dám bắn tôi? Ai dám, tôi dám. Đột nhiên, một tiếng hét vang vọng trong trang viên nhà họ Ninh. Bụp bụp bụp, những binh lính canh gác ở cửa đều giạt ra hai bên. Sau đó một chiếc xe jeep quân sự dừng ở cửa, cửa xe mở ra, từ trên xe một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc, sát khí lạnh lùng bước xuống. Vương Truyền Minh, Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Tổng tham mưu trưởng bên cạnh chủ soái Từ Kiêu Long, thượng tướng. Ông ta cũng là một nhân vật cấp bậc chiến thần của chiến khu Đông Nguyên. Có danh hiệu là người đứng đầu trong năm đại chiến thần của chiến khu Đông Nguyên, cũng là vị chiến thần duy nhất có 4 sao của chiến khu Đông Nguyên. Chương 179, nhà họ Ninh sụp đổ, có thù tất báo. Lúc này, sự xuất hiện của Vương Truyền Minh chính là quả bom nặng ký nhất. Ngay lập tức, tất cả binh lính đều đứng nghiêm chào điều lệnh. Vương Truyền Minh cũng bước đều bước trên đôi giày chiến đấu tiến về sân khấu. Ông ta mặc quân phục, trên vai lấp lánh quân hàm 3 sao và bông lúa vàng, chói sáng rực rỡ. Thượng tướng. Một thượng tướng xuất hiện ở trang viên nhà họ Ninh. Càng đáng sợ hơn là Vương Truyền Minh này còn là chiến thần cấp 4 sao của chiến khu Đông Nguyên. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nín thở, sắc mặt nghiêm trọng liếc nhìn Vương Truyền Minh. Đại diện của các thế gia giàu có và doanh nghiệp ở Tu Hà cũng lần lượt nhường đường, thậm chí có người còn không dám ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì, khí thế quá bức người. Đây là thượng tướng, chiến thần cấp 4 sao đấy. Chiến thần của Hoa Quốc, số lượng không vượt quá 30 người mà thôi. Mỗi người đều có những đóng góp to lớn cho Hoa Quốc, đều từng hy sinh cả tính mạng và xương máu vì Hoa Quốc. Bọn họ cũng được người dân Hoa Quốc kính trọng. Là nhân vật có cấp bậc cao nhất chỉ đứng sau chủ soái. Và cũng là người được bầu chọn giữ chức chủ soái. Thậm chí có những lúc có thể thay chủ soái ra lệnh điều động quân lính từ chiến khu. Nếu như nói, chủ soái chiến khu là sự tồn tại dưới một người trên trăm vạn người. Vậy thì chiến thần chính là sự tồn tại dưới một người, trên vạn người trong năm chiến khu lớn của Hoa Quốc. Trời ạ, là một vị thượng tướng. Mọi người nhìn thấy gì chưa, quân hàm trên vai là thượng tướng. Không được rồi, ngay cả thượng tướng cũng tới rồi. Vậy người này là ai? Bình thường mọi người không đọc tin tức sao? Đây là thượng tướng Vương Truyền Minh, tổng tham mưu trưởng bên cạnh chủ soái Từ Kiêu Long thuộc tổng bộ chiến khu Đông Nguyên. Đáng sợ hơn là ông ấy còn là chiến thần. Soạt! Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Một vị thượng tướng,
lại còn là chiến thần. Với thực lực và thân phận này thì người này có vị trí cao nhất ở đây rồi. Chẳng lẽ người này đến cứu Ninh Dương sao? Suy cho cùng, Ninh Dương cũng là người của Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Không ít người bắt đầu suy đoán, lúc này ngay cả sắc mặt của Lý Trường Thắng cũng trở nên khó coi. Mà cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí trợn tròn hai mắt, hoài nghi cuộc sống. Bởi vì, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Vương Truyền Minh vậy mà lại nhẹ nhàng bước lên sân khấu trước, sau đó đi về phía Tiêu Chính Văn, khẽ gật đầu, nói cậu Tiêu, đã lâu không gặp. Soạt, lông tóc mọi người dựng ngược. Vương Truyền Minh lại khách sáo với Tiêu Chính Văn, nói chuyện còn khiêm tốn như vậy. Ông ta là một vị thượng tướng cấp bậc chiến thần đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ não mọi người bị ngưng hoạt động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn, anh thản nhiên gật đầu, chẳng nói câu nào. Ngay lúc này, đám đông như dậy sóng. Tất cả đều sững sờ và nhiều hơn là kinh ngạc. Tiêu Chính Văn đối mặt với vị thượng tướng kiêm chiến thần, vậy mà lại có thái độ điềm đạm như thế. Chẳng lẽ tên này không lo lắng bị đối phương trừng phạt vì tội thiếu tôn trọng sao? Tên Tiêu Chính Văn kia điên rồi sao? Lại dám bất kính với chiến thần vương như vậy? Chẳng lẽ tên này có thân phận nào đó thật sao? Bằng không, tại sao chiến thần vương lại tới chào hỏi cậu ta ngay vậy chứ? Không thể đoán ra được, thân phận của tên Tiêu Chính Văn này đúng là càng lúc càng mơ hồ. Mọi người nhao nhao bàn luận. Lúc này, đám người Khương Thái Xương đổ đầy mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ xem thường của Tiêu Chính Văn với Vương Truyền Minh, họ càng thêm hoang mang. Đây là thượng tướng đấy, lại còn là chiến thần. Sao Tiêu Chính Văn lại có thái độ như vậy? Quá kiêu ngạo rồi. Quá ngông cuồng rồi. Khương Thái Xương sốt ruột đến mức mặt mày đỏ bừng, lão mắng Tiêu Chính Văn đúng là tên nhóc không được dạy dỗ, quá ngông cuồng. Lẽ nào cậu ta không biết Vương Truyền Minh là nhân vật lớn cấp bậc chiến thần sao? Cả Tu Hà này, thậm chí cả tỉnh, không ai dám có thái độ như vậy với ông ấy. Nếu khiến chiến thần vương oán hận nhà họ Khương thì nhà họ Khương của chúng ta sẽ xong đời. Đúng vậy, bố, tên Tiêu Chính Văn này quá kiêu ngạo rồi. Tuy rằng không biết sốt của cậu ta có thân phận gì, nhưng sao có thể cao hơn chiến thần vương được chứ? Tên này đang cố ý làm khó nhà họ Khương chúng ta đây mà, Khương Văn Kỳ phụ họa theo, căm hận chửi rủa. Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên cũng lạnh lùng, trách móc cũng không biết anh ta dẫm phải vận cứt chó gì. Xem ra, tên Tiêu Chính Văn này vẫn là lính xuất ngũ của chiến khu Bắc Lương, nói không chừng còn có thân phận gì đó. Có điều, theo cháu nghĩ dù anh ta có thân phận gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là loại lính xuất ngũ rác rưởi. Mà lúc này, Vương Truyền Minh quay người, toàn thân tỏa luồng khí lạnh, quan sát Ninh Dương với ánh mắt lạnh tanh. Ninh Dương đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói, mày thực sự là, bịch. Bỗng nhiên, Vương Truyền Minh ra tay, tung cước đá bay Ninh Dương văng ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường phía sau vang lên một tiếng rầm. Cả bức tường đột nhiên nứt toác, sau đó sụp đổ, toàn bộ gạch đè lên người Ninh Dương. Phụt! Ninh Dương phun ra mấy ngụm máu, ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng nhìn Tiêu Chính Văn và Vương Truyền Minh trên sân khấu, lời nói cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, mãi mà không thốt ra được. Anh ta đã đoán ra thân phận của Tiêu Chính Văn. Chỉ có nhân vật cấp bậc chủ soái mới có thể khiến chiến thần cúi đầu. Bởi vì, chiến thần trước mặt người thường là sự tồn tại tối cao. Duy chỉ trước mặt chủ soái mới phải cúi đầu. Điều đó có nghĩa Tiêu Chính Văn chính là chủ soái Bắc Lương. Quá đáng sợ. Ớn lạnh toàn thân, giây phút đó, Ninh Dương đã hối hận. Anh ta lại dám đối địch với chủ soái Bắc Lương, hơn nữa còn sỉ nhục vợ và con của chủ soái Bắc Lương. Tội chết diệt tộc. Chiến thần vương, cầu xin ông, tha cho nhà họ Ninh, tha cho em gái và bố mẹ tôi. Tất cả đều là lỗi của một mình Ninh Dương tôi. Là tôi tự mình hành động, cầu xin ông, tha cho họ. Ninh Dương suy sụp, biết mình không còn đường quay lại, chỉ có thể nằm dưới đất, không ngừng đập đầu cầu xin tha thứ. Vương Truyền Minh xua tay, lạnh lùng lên tiếng, người đâu, bắt cậu ta lại. Bụp bụp bụp. Ngay lúc đó, vài cận vệ do Vương Truyền Minh đưa tới, chạy thẳng đến, nâng súng trường trong tay, đánh gãy tay chân Ninh Dương. Sau đó lôi xuống sân khấu đè anh ta xuống đất. Dù sao anh ta cũng là binh vương cấp 4 sao, bắt buộc phải khiến anh ta mất đi năng lực hành động.
Nếu không, một khi anh ta trở mặt thì những người ở đây, ngoài Tiêu Chính Văn và Vương Truyền Minh có thể tự bảo vệ mình, những người khác đều không phải đối thủ của Ninh Dương. Cùng lúc đó toàn bộ người nhà họ Ninh, trên có người già 80 tuổi, nhỏ có trẻ em 7-8 tuổi, tất cả đều bị bắt đưa đến quỳ dưới đất, kêu gào khóc lóc thảm thiết. Vương Truyền Minh lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ trước mặt, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, bởi vì vấn đề ở chiến khu Đông Nguyên của tôi, nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay, vì vậy, cậu hãy định đoạt việc sống chết của bọn chúng. Dầm. Ngay lúc đó, hai mắt Ninh Dương ngấn lệ, hoảng hốt và sợ hãi khi nhìn đám người lớn nhỏ nhà họ Ninh đang quỳ trước mặt. Tiêu Chính Văn, cầu xin anh hãy tha cho bọn họ. Tất cả đều là lỗi của tôi, lỗi của một mình tôi, Ninh Dương hô lên, anh ta không dám nói ra thân phận của Tiêu Chính Văn. Bởi vì anh ta hiểu rõ, việc này liên quan đến cơ mật của Hoa Quốc. Nếu không, vừa nãy Vương Truyền Minh cũng sẽ không chỉ đá anh ta một cước. Tiêu Chính Văn đột nhiên nắm tay Khương Vi Nhan đi về phía trước. Lúc này Ninh Kỳ Nhi cũng đang quỳ trong đám người, nước mắt giàn giụa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan bước tới, cô ta quỳ rạp xuống, ôm lấy chân Khương Vi Nhan, khóc nói, Vi Nhan, cầu xin cô, nể tình cảm chị em bao năm qua của chúng ta, hãy tha thứ cho tôi. Bỏ qua cho nhà họ Ninh, bỏ qua cho anh trai tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, cầu xin cô. Khương Vi Nhan nhìn Ninh Kỳ Nhi đang quỳ trước mặt mình, hơi hoảng hốt và do dự, nước mắt trong khóe mắt lại tuôn trào. Tiêu Chính Văn cầm chặt bàn tay lạnh ngắt và run rẩy của cô, nhẹ nhàng nói, Vi Nhan, bây giờ, bọn họ, đều do em xử lý. Chương 180, anh là vua Bắc Lương thật sao? Ánh mắt Khương Vi Nhan đầy vẻ sợ hãi sau khi thoát nạn, nhìn Tiêu Chính Văn, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hôm nay, Tiêu Chính Văn đã khiến cô bất ngờ quá đỗi. Đến hiện giờ Khương Vi Nhan vẫn không rõ rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai. Cô có quá nhiều câu hỏi và thắc mắc, muốn đích thân hỏi Tiêu Chính Văn. Nhưng hiện giờ không phải lúc. Cô quay đầu, nhìn Ninh Kỳ Nhi đang quỳ trước mặt mình dập đầu xin lỗi, trong lòng vô cùng thất vọng. Tình nghĩa chị em, đã tan nát rồi còn đâu. Hiện giờ cô không muốn thấy, cũng không muốn nghe bất cứ âm thanh nào của Ninh Kỳ Nhi. Khương Vi Nhan mệt mỏi nói, Ninh Kỳ Nhi, tôi chưa bao giờ coi cô là kẻ địch. Từ trước đến giờ, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, là người bạn thân thiết nhất. Thậm chí, chuyện 5 năm trước, tôi chẳng trách gì cô cả, tôi vẫn không tin là cô làm chuyện đó. Nhưng mấy hôm nay tôi mới biết mình đã ngu ngốc biết bao. Tình chị em của chúng ta đã kết thúc hoàn toàn khi cô định cho người giết chết con gái tôi. Ninh Kỳ Nhi, hiện giờ đối với tôi, cô chỉ là kẻ thù. Tôi muốn cô phải trả giá vì tất cả những gì cô đã làm. Khương Vi Nhan nói xong, cả người Ninh Kỳ Nhi run lên, cô ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn Khương Vi Nhan trước mặt. Đừng, Vi Nhan, đừng mà, tôi biết sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin cô hãy tha cho tôi lần này. Sau này tôi không dám nữa, xin cô hãy thả anh tôi, tha cho nhà họ Ninh, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào, Ninh Kỳ Nhi sợ hãi thực sự. Cô ta không ngừng dập đầu xuống đất, trán toàn là máu tươi. Cô ta không ngờ đêm nay lại thành thế này. Nhưng ngay sau đó, Nana đột nhiên ho dữ dội, Khương Vi Nhan vô cùng lo lắng, cô sờ gò má Nana, nước mắt giàn giụa hét lên, Tiêu Chính Văn. Nana sốt rồi, mau đưa con bé đến bệnh viện thôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn cũng lo lắng, nhanh chóng bảo mấy lính đưa Khương Vi Nhan và Nana rời đi. Anh đứng ở cửa xe, ôm chặt lấy hai má Khương Vi Nhan, sau đó cúi người, hôn mạnh lên trán cô, nói anh còn việc phải giải quyết, lát nữa anh sẽ đến bệnh viện với mẹ con em. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người định đi, nhưng Khương Vi Nhan kéo lấy cánh tay anh, nước mắt như mưa, nói Tiêu Chính Văn. Những người khác trong nhà họ Ninh không có tội, hy vọng anh có thể tha cho họ, Khương Vi Nhan đúng là quá lương thiện. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan và Nana trong lòng cô, nói anh biết rồi. Nói xong, anh xoay người, sát khí trên người ngùn ngụt, quay trở lại sơn trang nhà họ Ninh, đến trước mặt đám người Ninh Kỳ Nhi đang quỳ dưới đất. Tiêu Chính Văn, cầu xin anh hãy thả em đi, chúng ta đã từng yêu nhau mặn nồng như vậy cơ mà. Em xin anh, Ninh Kỳ Nhi quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn, vẻ mặt sợ hãi, túm chặt lấy quần anh. Tiêu Chính Văn nhìn Ninh Kỳ Nhi quỳ trước mặt mình, ánh mắt như muốn giết người,
khiến cô ta sợ đến mức run lẩy bẩy. Ninh Kỳ Nhi, tôi đã từng nói, tôi muốn cô phải trả giá vì những hành động tối nay. Tôi muốn nhà họ Ninh phải trả giá, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Câu nói này khiến Ninh Kỳ Nhi hồn vía lên mây. Anh muốn làm gì? Tiêu Chính Văn, tôi là thiên kim của nhà họ Ninh, anh tôi là thiếu tá, còn anh chẳng là gì cả, anh không thể giết tôi được, không thể, Ninh Kỳ Nhi gào lên, cả người cô ta run lên vì sợ. Nhưng, Tiêu Chính Văn bước lên một bước, chỉ Ninh Dương đang bị đè xuống đất, tứ chi tàn phế, hét lên với Ninh Kỳ Nhi, anh cô hiện giờ đã bị bắt rồi. Cô còn gì để dựa dẫm nữa nào? 5 năm trước, những gì cô gây ra cho nhà họ Tiêu, cả đời này tôi cũng không thể quên được. Bố mẹ tôi chết là vì cô, vì nhà họ Ninh. Ninh Kỳ Nhi, cô nghĩ một cái mạng của cô đủ để bồi thường cho cả nhà họ Tiêu sao? Ninh Kỳ Nhi hoảng hốt, nhìn Tiêu Chính Văn đang tỏa ra sát khí, cô ta không biết nên làm sao. Không, chuyện 5 năm trước không phải do tôi làm, là bọn họ bảo tôi làm. Là 4 đại gia tộc bảo tôi làm, Ninh Kỳ Nhi hét lên như điên, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Vậy cô nói cho tôi biết bọn họ là ai, 4 đại gia tộc nào, Tiêu Chính Văn ép hỏi. Mấy năm nay, Tiêu Chính Văn cũng ngầm huy động tất cả các mối quan hệ để điều tra tin tức và thông tin của 4 đại gia tộc, nhưng nhận được rất ít tin tức. Trong nước có rất ít thông tin về 4 đại gia tộc này. Vậy thì chỉ có một giải thích, đó là những gia tộc lánh đời. Chỉ có những gia tộc như thế mới có thực lực lớn đến như vậy, mới có thể làm việc một cách im hơi lặng tiếng, không để lại quá nhiều thông tin như vậy. Cũng giống như gia tộc Rothschild, gia tộc giàu có nhất trong miệng tất cả mọi người. Những thông tin về gia tộc Rothschild được lưu truyền trên thế giới vô cùng ít ỏi. Nhưng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không hiểu tại sao nhà họ Tiêu ở Tu Hà lại bị mấy gia tộc lánh đời để mắt đến. Ninh Kỳ Nhi thấy Tiêu Chính Văn ép hỏi cũng tỏ vẻ hoảng loạn, dường như cô ta nhớ ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, run như cầy sấy nói, tôi cũng không biết, lúc đó, chỉ có một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đến tìm tôi, dùng cả nhà họ Ninh để uy hiếp tôi, lại lấy điều kiện hấp dẫn để dụ tôi, để tôi phản bội anh, hãm hại cả nhà họ Tiêu Chính Văn, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi cũng không muốn thế mà, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Thả anh tôi ra, tha cho nhà họ Ninh, bốp bốp bốp. Nói xong, Ninh Kỳ Nhi dập đầu như dã tỏi, khóc nức nở. Tiêu Chính Văn nhìn mọi thứ trước mắt, hít sâu một hơi, quát lên với Vương Truyền Minh ở phía sau, Thượng tướng Vương. Đây là chuyện của chiến khu Đông Nguyên ông, Ninh Dương giao cho ông đấy. Thiếu tá Hàn Lợi Dân, tất cả mọi thứ của nhà họ Ninh ở Tu Hà sẽ biến mất hoàn toàn trong đêm nay. Đuổi tất cả người nhà họ Ninh ra khỏi Tu Hà. Vĩnh viễn không được đặt chân đến Tu Hà nửa bước, Ninh Kỳ Nhi, tù trung thân. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi trang viên nhà họ Ninh. Người nhà họ Ninh ở phía sau khóc ầm lên. Ninh Kỳ Nhi quỳ dưới đất, cả người mềm nhũn, tù trung thân. Cô ta nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, cố gắng bỏ qua đó, không ngừng lớn tiếng cầu xin, nhưng vô ích. Đêm nay, nhà họ Ninh đã bị xóa sổ hoàn toàn. Còn Tiêu Chính Văn lúc này đã rời khỏi trang viên nhà họ Ninh, vội vàng chạy tới bệnh viện. Các con đường xung quanh bệnh viện đã bị binh lính mặc quân phục xanh lá cây đậm canh phòng nghiêm ngặt. Các lối ra vào bệnh viện cũng đầy xe tuần tra nhấp nháy còi báo động, cùng với lính tuần đứng gác. Tiêu Chính Văn chạy vào bệnh viện, khi anh đẩy cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Khương Vi Nhan mặc áo bệnh nhân màu hồng, ngồi trên giường. Vi Nhan, em không sao chứ? Tiêu Chính Văn bước lên. Lo lắng nắm lấy bàn tay Khương Vi Nhan, đôi tay cô lúc này quấn đầy băng. Khương Vi Nhan quay mặt lại, vành mắt cô đỏ hoe, nhìn Tiêu Chính Văn, mở miệng hỏi, Tiêu Chính Văn, anh nói thật cho em biết, có phải anh giấu em chuyện gì không? Những binh lính tối nay là sao? Tại sao thiếu tá Hàn Lợi Dân lại nghe lời anh? Tại sao Thượng tướng Vương Truyền Minh lại khách sáo với anh như vậy? Anh thực sự là chủ soái Bắc Lương sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.